Mình có thấy camera không? Ok. Để xin chào tất cả các quý anh chị. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2020, và cũng là cái ngày cái buổi webinar cuối cùng trong cái series, cái chuỗi webinar thứ nhất được tổ chức bởi công ty EW Nutrition. Thì qua 3 buổi ban đầu, thì ngày buổi đầu tiên là ngày 29 tháng 7 nói về cái stress nhiệt trên gia cầm cho cô Thu Năm trình bày. Kế đến là ngày 11 tháng 8 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn trình bày về miễn dịch trên heo, và ngày 25 tháng 8 vừa qua là về nói về tập tố nấm mốc, tính tương tác và các tác động lệnh trên sinh trưởng sinh sản của heo. Và ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn sẽ trình bày về sức khỏe miễn dịch bề mặt trên trên heo. Thì ngày hôm nay thì mình tên là Trần Sĩ Trung, phụ trách về kỹ thuật của khu vực châu Á, Đông Nam Á, Thái Bình Dương của công ty EW Nutrition. Và có anh kế đến là anh Châu Thị Nhật Minh, là người quản lý của Việt Nam. Mời anh Minh. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Minh, giám đốc của EW Nutrition ở Việt Nam. Hôm nay tôi rất vui và rất cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng EW trong suốt những buổi hội thảo vừa qua. Cảm ơn Minh. Ngày hôm nay thì cũng như 3 lần trước thì chương trình gói gọn trong khoảng 2 tiếng, thì phần đầu từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, thì phần đầu tiên là phần giới thiệu về công ty và cái hội thảo. Kế đến là bài thuyết trình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn trong 60 phút. Và kế đến nữa là phần thảo luận hỏi đáp trong 30 phút. Sau cùng là cái phần phản hồi về buổi webinar, cũng như là các câu hỏi thầy Nguyễn Tất Toàn sẽ chọn ra 3 câu hỏi để trao quà cho ba câu hỏi mà thầy tâm đắc nhất. Cũng xin nhắc lại với quý anh chị một lần nữa là trong suốt quá trình mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn trình bày, thì mong quý anh chị nếu có câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi vào cái phần Q&A ở trên phía trên và phía dưới màn hình có chữ Q&A, thì mình đặt câu hỏi vào đó, thì thầy Toàn sẽ có thể đọc câu hỏi và trả lời trực tiếp nếu câu hỏi đó ngắn gọn. Còn nếu những câu hỏi nào mà cần trình bày mà kỹ càng hoặc là dài hơn thì thầy sẽ trình bày ở phần hỏi và đáp sau đó. Mong quý anh chị cứ thoải mái đặt câu hỏi và thầy sẽ trả lời từng câu hỏi và có phần hỏi và đáp 30 phút. Sau đây là cái phần trình bày của thầy Nguyễn Tất Toàn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn. Cũng mong thầy giới thiệu đôi nét với Dạ xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Có lẽ cũng quá quen mà đúng không các anh chị? Trong cái chuỗi hội thảo online của công ty thì hôm nay tôi xin phép được trình bày cái chủ đề cuối cùng trong bốn cái bài báo cáo của công ty. Thì với cái nội dung hôm nay muốn chia sẻ với lại tất cả chúng ta đó là miễn dịch bề mặt. Thực ra thì khi nói đến miễn dịch bề mặt, không biết là trong cái kiến thức cũ của mình hoặc là trong quá trình làm việc tiếp cận đến thời điểm hiện tại thì chúng ta hiểu về miễn dịch bề mặt như thế nào một cách gọi là cặn kẽ để từ đó chúng ta có thể ứng dụng được trong cái việc kiểm soát bệnh cũng như là phòng bệnh đối với lại lĩnh vực thuốc nói chung và trong đó có heo. Hôm nay chúng ta muốn chia sẻ nhiều hơn về đối tượng là con heo. Thế thì với cái vai trò của miễn dịch bề mặt thực sự nó có giá trị nhất định trong cái việc kiểm soát dịch bệnh hiện nay, và cái việc ứng dụng của miễn dịch bề mặt nó là một trong những cái chìa khóa khá là quan trọng để giải quyết được cái áp lực mầm bệnh ở bên ngoài, ngăn cản cái sự xâm nhập vào bên trong. Và chính vì lý do đó cho nên cái việc hiểu về miễn dịch bề mặt nó sẽ là một cái key trong cái nghiên cứu về miễn dịch. Và như vậy thì với cái nội dung bài báo cáo của tôi sẽ cố gắng trong khoảng 60 phút hoặc là 70 phút gì đấy để chia sẻ với chúng ta những cái điểm quan trọng. Và cái câu hỏi tôi đặt ra là tại sao cái miễn bề mặt nó lại quan trọng như thế? Và cái điều gì nó quyết định cái sự quan trọng này và chúng ta cần phải hiểu? Thì vừa rồi tôi cũng đã giải thích một phần nào đó. Nhưng mà khi nói đến cái bề mặt có nghĩa rằng là trên bề mặt của cơ thể, và bề mặt của cơ thể thì nó sẽ bao gồm cái bề mặt của gì, đường hô hấp, hoặc là bề mặt của đường tiêu hóa, hoặc là bề mặt của đường tiết niệu, hoặc là bề mặt của đường niệu dục, và kể cả bề mặt lông da, thí dụ như thế, thì đều xem là bề mặt. Và
như thế thì tại sao nó lại quan trọng khi nghiên cứu về cái miễn dịch bề mặt? Vì cái bề mặt đó là cái nơi mà các cái mầm bệnh tấn công, xâm nhập và tấn công gây bệnh. Và chính vì lý do đó cho nên trên cái hàng rào bề mặt này mà nếu như nó không có những cái công cụ bảo vệ cái sự xâm nhập đó, ngăn cản cái sự xâm nhập đó, thì xem như là cái việc mà phòng thủ của cơ thể ung thú nó sẽ bị thất thủ. Và chính vì lý do đó cho nên hiểu được các cái tế bào cũng như cái dịch thể trên cái bề mặt để ngăn cản sự xâm nhập của các mầm bệnh vào bên trong cơ thể, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái biện pháp phòng chống. Và khi ta hiểu được cái sự xâm nhập thông qua cái đường bề mặt này, chúng ta lại có cái biện pháp về mặt miễn dịch học để làm sao ngăn cản nó không có xâm nhập qua được cái lớp bề mặt này. Và một cái điểm nữa là chúng ta hiểu về miễn dịch bề mặt, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trong công tác chẩn đoán bệnh, và từ đó nó sẽ có những cái chiến lược trong cái việc chẩn đoán cũng như là kiểm soát bệnh nó sẽ hiệu quả hơn. Cho nên hiểu về miễn dịch bề mặt nó sẽ là một cái công cụ để giúp cho chúng ta ứng dụng các cái biện pháp, các cái chế phẩm mà có khả năng giúp bảo vệ miễn dịch bề mặt, ngăn cản sự xâm nhập vào bệnh. Đó là câu hỏi thứ nhất, và tôi muốn gửi cái thông điệp cuối cùng sau khi tôi vừa giải thích xong đến với tất cả chúng ta về miễn dịch bề mặt. Và cũng dựa trên cái thông điệp đó thì tôi mượn một cái hình trong website The Big Side, vì trên cái website này nó có một cái hình cũng rất là hay để liên kết với lại cái miễn dịch bề mặt. Và chúng ta nhìn lên cái hình này nhé, cái sự chống lại cái sự xâm nhập mầm bệnh của con heo, thì khi mà chống lại sự xâm nhập này, chúng ta sẽ thấy cái hàng rào đầu tiên ở phía bên tay trái này nè, đó chính là cái miễn dịch bẩm sinh, hay còn gọi là miễn dịch tự nhiên, và nó không đặc hiệu. Và với cái miễn dịch bẩm sinh không đặc hiệu này, chúng ta sẽ thấy một loạt các cái cơ chế có liên quan, đúng không ạ? Bao gồm hàng rào vật lý, hóa học, hệ thống bổ thể, kể cả sự thực bào, kể cả cái hệ vi sinh vật thường trú có mặt trên cái bề mặt đó. Và như vậy tất cả những yếu tố này nó đã góp phần tham gia trong cái miễn dịch bề mặt, thì điểm đó chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì thực ra chính cái điểm này đó là cái miễn dịch không đặc hiệu hay là miễn dịch bẩm sinh mà có tham gia trong hàng rào bảo vệ bề mặt của cơ thể thú. Đó là cái thông điệp tôi nhấn mạnh. Và chúng ta sẽ nhìn qua cái hình cái phía bên tay phải này, chúng ta sẽ thấy cái miễn dịch thu được. Và chính cái miễn dịch thu được này, chúng ta sẽ thấy có hai cái loại hình miễn dịch mà cái bài báo cáo trước đây, buổi báo cáo thứ hai của cái chuỗi này tôi có chia sẻ, đó là miễn dịch bị động và miễn dịch chủ động. Và cả hai loại miễn dịch bị động và chủ động này, chúng ta đều thấy có sự tham gia của miễn dịch bề mặt. Chúng ta thấy ở đây đó, chúng ta thấy cái từ mucosally này, associated immunity, tức là nó liên quan đến cái miễn dịch bề mặt. Và như vậy miễn dịch bề mặt này nó vừa có vai trò trong cái miễn dịch thụ động. Miễn dịch thụ động thông qua cái sự cung cấp kháng thể này, đúng không ạ? Mà cái sự cung cấp kháng thể này thông qua con đường nào? Thông qua cái kháng huyết thanh, thông qua cái sữa đầu và thông qua cái sữa. Như vậy để chúng ta thấy rằng chính cái vai trò của miễn dịch bề mặt nó góp phần trong cái miễn dịch bị động của cơ thể thú, mà thông qua ba yếu tố tôi vừa nói. Thế còn trong cái miễn dịch chủ động thì miễn dịch bề mặt tham gia ở vai trò nào? Chúng ta nhìn thấy cái hình này. Và ở cái hình này chúng ta thấy ha, có sự tham gia của kháng thể và có sự tham gia của các cái tế bào, đúng không ạ? Và trong cái miễn dịch qua trung gian tế bào, và với cái sự tham gia của kháng thể này á, thì nó sẽ chia ra hai cái gọi là hàng rào bảo vệ, bao gồm miễn dịch dịch thể và miễn dịch bề mặt. Và với cái miễn dịch dịch thể hay miễn dịch bề mặt này, nó đều liên quan đến hai cái vấn đề, một là sự nhiễm tự nhiên và hai là vaccine. Đấy. Và như thế thì với cái miễn dịch bề mặt, cái sự tham gia của kháng thể, cái kháng thể nào nó sẽ quyết định trong cái miễn dịch bề mặt, mà tại sao trong cái slide này người ta lại đề cập đến. Và cái kháng thể đó nó sẽ liên quan đến cái nhiễm tự nhiên cũng như các chương trình chủng ngừa vaccine như thế nào để nó góp phần bảo vệ cái bề mặt của cơ thể thú. Và trong trường hợp này, thực ra khi nói đến thể dịch, đó là serum huyết thanh. Như vậy với miễn dịch bề mặt này, cái lớp kháng thể có bề mặt thì có ở trong cái dịch thể này hay không, và cái hàm lượng cái kháng thể có mặt ở bề mặt này nó khác gì với cái hàm lượng kháng thể có trong dịch thể. Và một cái điểm nữa, cái loại kháng thể nào hay cái lớp kháng thể nào
có mặt chủ yếu ở trên bề mặt này khác với lại cái thành phần kháng thể chủ yếu có trong dịch thể, cụ thể là trong huyết thanh. Thì với cái hình này ở một góc độ nào đó, nó đã giải thích cho chúng ta nhìn được cái vai trò, cái miễn dịch bề mặt nó có giá trị đối với cơ thể thú và nó tham gia trong các hàng rào miễn dịch thụ động, kể cả chủ động, hay nói một cách khác trong cái miễn dịch bẩm sinh, kể cả luôn cái miễn trong miễn dịch bẩm sinh, kể cả trong cái miễn dịch thu được này, và nó góp phần nó bảo vệ được sức khỏe của con thú. Thì tôi mở đầu cái câu chuyện hôm nay tôi muốn trao đổi với chúng ta để mình nhìn thấy được cái bức tranh chung về cái giá trị của miễn dịch bề mặt. Và như vậy thì những kiến thức nào có liên quan đến loại hình miễn dịch này, và cái câu hỏi kế tiếp tôi đặt ra là thách thức đối với hệ thống niêm mạc. Thực ra bài này được xếp báo cáo sau cái bài miễn dịch hôm trước bởi một lý do: nếu như không có kiến thức nền của cái bài miễn dịch đó và thêm một cái bài nữa đó là cái miễn dịch bẩm sinh, thì khi nói qua cái miễn dịch bề mặt này chúng ta sẽ thấy cảm thấy chơi với, bởi vì chúng ta lại không có đủ cái thông tin. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hầu như trong cái thời gian vừa rồi thì có lẽ các anh chị tham gia và theo dõi khá đầy đủ cái chùm báo cáo về miễn dịch học, và ở cái kiến thức miễn dịch bẩm sinh và kể cả cái miễn dịch thu được này, nó đều tham gia vào cái miễn dịch bề mặt. Và ít ra cái hình vừa rồi tôi có giải thích với chúng ta. Một cái điểm thứ hai trên slide này là thách thức với cái hệ thống niêm mạc. Thế tôi đặt ra những tình huống thế này nhé. Từ đầu cái bài báo cáo tới bây giờ đều nói đến cái bề mặt niêm mạc, trong đó có bề mặt đường hô hấp nha. Thì tôi lấy ví dụ đường hô hấp đi. Thế bây giờ cái sự tham gia của các cái cơ quan lympho trên cái đường hô hấp thì nó sẽ liên quan đến miễn dịch bề mặt là điều chắc chắn. Nhưng nếu giả sử như vì một lý do nào đó trong cái công tác chăn nuôi về mặt quản lý cái tiểu khí hậu chuồng nuôi, nó làm cho khí NH3 tăng lên, và khi nó tăng lên như vậy nó sẽ tác động trực tiếp trên cái đường hô hấp, và khi nó tác động trực tiếp trên cái đường hô hấp đó, nó làm cho cái hệ thống lông rung chúng ta biết rồi, và nó cái phản ứng trên cái bề mặt niêm mạc nó sẽ xảy ra để nó gọi là phản ứng tự nhiên đó, phản ứng tự vệ của cơ thể thú, và như vậy nó xảy ra và nó sẽ làm cho con heo có thể tăng tiết thêm các cái dịch nhầy trên cái đường hô hấp. Và như vậy cái chuyện trong thực tế khi chúng ta đi trại, chúng ta hay thấy rằng là cái niêm mạc mắt đôi khi nó chảy dịch nhiều hơn, và kể cả cái kích xúc trên cái biểu mô niêm mạc đường hô hấp nó cũng sẽ nhiều hơn. Và khi cái kích xúc đó xảy ra như thế, nó sẽ tạo tiền gọi là tiền đề cho các cái mầm bệnh có sẵn, hoặc là có các cái mầm bệnh có mặt ở ngoài tự nhiên, nó sẽ dễ xâm nhập vào bề mặt cơ thể. Và chính vì lý do đó, cái việc bảo vệ cái hệ thống niêm mạc này không chỉ là trong cái miễn dịch đặc hiệu, cụ thể là các lớp kháng thể giống như tôi vừa chia sẻ ở cái hình trên của con heo, mà chúng ta vẫn phải bảo vệ luôn cả cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Cho nên để cái đáp ứng của miễn dịch bề mặt này thực sự có giá trị, thì chính bản thân trong cái việc chăn nuôi, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, nó góp phần vào cái vai trò, góp phần bảo vệ cái vai trò của cái miễn dịch niêm mạc này. Cho nên từ cái thực tế khi đi ra ngoài tư vấn cho các trang trại và kết hợp là cái kiến thức miễn dịch, tôi mới đặt ra cái câu hỏi là thực sự hiện nay đó là một thách thức. Và tôi chỉ nói thôi, thời tiết hiện nay đi, cứ mưa nắng thất thường như này là cái tiểu khí hậu chuồng nuôi ở cái hệ thống chăn nuôi nhỏ lẻ là có tác động trực tiếp đến cái bề mặt niêm mạc. Thí dụ như thế, đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai tôi muốn chia sẻ bởi vì nó là phổ biến, đó là trên cái hệ thống niêm mạc. Thì trên hệ thống niêm mạc ruột này á, cái ví dụ thứ hai tập trung vào trên niêm mạc ruột. Và cái hệ thống niêm mạc ruột này, các anh chị các bạn biết rồi, con thú nó phải hấp, nó phải nhận một lượng thức ăn, đúng không ạ, thông qua đường tiêu hóa, và có khá nhiều cái enzyme có mặt ở trên cái bề mặt của đường tiêu hóa, trên cái niêm mạc hệ thống tiêu hóa. Có mặt ở trong đường tiêu hóa, và cái sự thay đổi đó nó sẽ tác động trực tiếp lên cái hệ thống niêm mạc, và như vậy là bệnh lý có thể xảy ra. Đây là cái câu chuyện mà muốn chia sẻ, và tôi đặt ra những vấn đề như thế này để chút nữa tôi lần lượt tôi mở ra, tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ trả lời các cái câu hỏi có liên quan này để chúng ta thấy rằng tại sao nó lại quan trọng như thế, và tại sao người ta cần phải duy trì cái hệ vi sinh vật có lợi để nó giúp cho cơ thể thú có thể vượt qua được
cái áp lực các mầm bệnh trên đường tiêu hóa. Và với hai câu hỏi này sẽ lần lượt mở ra trong tất cả các slide đến cuối bài. Thì đấy là cái dẫn nhập của tôi. Và như vậy tôi muốn mượn một cái hình này để chia sẻ với chúng ta về cái vai trò của cái miễn dịch bề mặt và kết nối với lại nội dung bài báo cáo. Chúng ta nhìn đây là một cái hàng rào tế bào biểu mô đường tiêu hóa các anh chị nhé. Và chúng ta thấy đây có cái mucus là một lớp nhầy nhớt nó phủ trên bề mặt này. Và cái lớp này á thì nó do một cái loại tế bào gọi là tế bào Ly, tế bào đài nó tiết ra. Và khi nó tiết ra thì chút nữa tôi sẽ giải thích sâu ở phần cái cơ chế của nó. Nhưng mà cái sự tiết ra này chúng ta thấy như một cái hàng rào bảo vệ trên bề mặt. Và khi mà những cái mầm bệnh này chúng ta thấy đây, nó muốn xâm nhập vào cái tế bào biểu mô ruột này, nó cũng sẽ rất khó khăn khi nó vượt qua được cái lớp nhầy nhớt này. Cho nên chính cái lớp nhầy nhớt này cũng là một cái hàng rào bảo vệ cho cái bề mặt niêm mạc ruột của đường tiêu hóa. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên slide này, chúng ta thấy có những cái chấm đen này đây. Đây, những chấm đen này ta gọi là cái tight junction, tức là những cái liên kết chặt. Và những cái liên kết chặt này á, nó sẽ giúp cho các cái tế bào biểu mô ruột trở nên bền vững. Thực ra cái liên kết giữa các tế bào này á, là nó có ba cái loại lực liên kết. Một là cái liên kết chặt này gọi là tight junction. Một cái loại thứ hai nữa là liên kết khe, nó gọi là gap junction. Và một cái loại thứ ba nữa, cái desmosome nó là cái liên kết tương tác. Và ba cái liên kết này nó sẽ giúp cho giữ được cái hàng rào tế bào biểu mô niêm mạc ruột mà không bị sự tấn công của các yếu tố độc tố cơ học hay là kể cả độc tố nấm, thí dụ như thế. Thế thì chúng ta nhìn lên cái hình này thấy rất là hay ở chỗ là cái vi sinh vật này nó sẽ tiết ra cái độc tố và cái độc tố đó nó sẽ tác động trực tiếp lên cái tight junction này, tức là cái liên kết chặt. Và cái liên kết chặt này đó, thường nó sẽ bị các yếu tố độc tố của vi khuẩn hoặc là độc tố của thức ăn chẳng hạn vậy, nó tác động và nó làm cho cái lực liên kết này trở nên lỏng lẻo. Đấy. Và khi mà cái lực liên kết này trở nên lỏng lẻo thì chắc chắn là nó sẽ tạo điều kiện cho các cái mầm bệnh sao có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Cho nên ở cái ý thứ hai tôi có nêu dưới đây, đó là cái sự tích hợp của cái cơ quan miễn dịch của cơ thể, mà trong đó đặc biệt là cái hàng rào biểu mô niêm mạc bề mặt của cái đường tiêu hóa này, nó sẽ tương tác cùng với lại các yếu tố khác, ví dụ như cái chất nhầy như tôi vừa đã phân tích, hoặc là một số cái hoạt tính kháng khuẩn, kể cả các globulin miễn dịch mà cụ thể là cái lớp kháng thể có mặt ở trên cái bề mặt này, và kể cả luôn các cái cytokine và các yếu tố gọi là yếu tố cạnh tranh giữa các cái vi sinh vật có lợi và có hại, nó sẽ giúp cho bảo vệ được cái bề mặt của đường niêm mạc. Vậy thông điệp muốn đưa ra là gì? Làm sao mà để cho cái bề mặt này nó thực hiện được các chức năng này? Thì cái điều cốt lõi là nó phải khỏe, các tế bào này nó phải khỏe, môi trường nó phải sạch bệnh, sức đề kháng nó phải tốt, quản lý phải tốt, vệ sinh sát trùng kỹ, vân vân, để không có điều kiện cho những cái con vi sinh vật này có cơ hội xâm nhập vào bên trong. Và khi nếu giả sử nó xâm nhập vào bên trong này thì cái hàng rào tế bào này nó phải thực sự khỏe mạnh, thì lúc đó nó mới đủ sức để chống chọi cái sự xâm nhập của các cái vi khuẩn gây bệnh trên đường tiêu hóa. Thì đây là cái hình này nó rất là gọn nhưng mà nó nói lên được rất nhiều cái thông điệp. Và chính lý do đó tôi gửi cái thông điệp cuối cùng này nằm ở đây. Chúng ta thấy cái từ tiếng Anh đây, làm sao đó chúng ta phải bảo vệ, chống lại, ngăn cản cái sự xâm nhập của các cái mầm bệnh ngoại lai vào cái biểu mô của đường tiêu hóa. Và như vậy tới đây chúng ta thấy rất rõ cái giá trị của cái miễn dịch bề mặt. Nếu thiếu đi cái miễn dịch bề mặt, xem như chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các mầm bệnh này dễ dàng tấn công gây bệnh trên bề mặt cơ thể thú. Và như vậy thì có một slide duy nhất để tóm lược lại cái đáp ứng miễn dịch ở trên con heo. Chúng ta nhìn lên cái hình này, cái hình này là được lấy từ cuốn sách Bệnh Heo mới xuất bản năm 2019 này. Và cái tóm lược cũng rất là gọn và rất rõ ràng. Đáp ứng miễn dịch trên con heo nó sẽ bao gồm cái hàng rào da và cái hàng rào niêm mạc, cái nhầy nhớt và các cái dịch tiết trên bề mặt. Nói tới đây như vậy rõ ràng ta đã thấy rõ được cái vai trò của nó rồi, vai trò của cái miễn dịch bề mặt. Và với cái vai trò miễn dịch bề mặt này, chúng ta sẽ thấy có sự tham gia của một loạt tất cả các cơ chế nằm ở phía dưới này, rất gọn các anh chị và rất đầy đủ. Tôi nói một ví dụ thôi nhé, ví dụ như bây giờ cái chuyện là di chuyển của cái hệ thống lông rung trên cái đường hấp, và ở đây là dùng một cái từ đây đó, nó di chuyển theo cơ chế cầu thang cuốn, escalator này là cái cầu thang cuốn đây. Và như vậy là nó sẽ đẩy các cái vật ngoại lai từ bên trong ra bên ngoài, từ trong phổi đi ra ngoài thông qua cái cơ chế di chuyển của cái hệ thống
lông rung, và cái cách di chuyển của nó giống như cái cầu thang cuốn đi lên và nó ra cái ngã ba Hậu Hồng để nó đẩy ra ngoài, hoặc là ngay kể cả cái cơ chế ói mửa hay là ho, hoặc là kể cả các cái dịch tiết, kể cả cái axit, kể cả cái vi sinh vật gọi là thường trú ở trên cái bề mặt, bề mặt tất cả các bề mặt, trong đó có cả luôn bề mặt của da luôn, thì đây là cái hàng rào thứ nhất khá quan trọng này, và ta gọi là cái miễn dịch bẩm sinh. Miễn dịch bẩm sinh, cho nên hồi nãy tôi có nói miễn dịch bề mặt là phải nói luôn cả cái miễn dịch bẩm sinh này, cái vai trò của nó nằm ở chỗ này, và nó sẽ hỗ trợ cho cái miễn dịch đặc hiệu trên đường tiêu hóa, miễn dịch đặc hiệu trên bề mặt của cơ thể, trong đó có đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường niệu dục vân. Thì đấy là cái thông điệp thứ nhất tôi muốn chia sẻ từ cái hình này. Và ở đâu đó nhiều anh chị cũng đã nghe được cái bài báo cáo miễn dịch bẩm sinh của tôi rồi, cho nên cũng sẽ hiểu được cái câu chuyện mà tôi tóm lược ở chỗ này. Rồi, cái ý thứ hai đó chính là cái miễn dịch đặc hiệu nằm ở đây. Thực ra với cái miễn dịch bẩm sinh này, nó sẽ còn có các cái hàng rào tế bào, các cái cytokine và kể cả các cái protein kháng khuẩn thì đã chia sẻ trong cái miễn dịch bẩm sinh, cho nên tôi không lặp lại chi tiết. Và cái hàng rào quan trọng đó là miễn dịch đặc hiệu đây, đó cũng không kém phần quan trọng, và đó chính là miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể. Và thông qua cái sơ đồ của con heo, cái đáp ứng miễn dịch của con heo đối với lại mầm bệnh hồi nãy tôi đã chia sẻ rồi, thì bao gồm có cái lớp kháng thể, kể cả các cái loại cytokine, chemokine, và với cái miễn dịch qua trung gian tế bào có sự tham gia của các cái T giúp đỡ và cái T gây độc tế bào, đặc biệt là những cái tế bào mà có cái sự xâm nhập của cái mầm bệnh, và chính nhờ cái T gây độc tế bào này để nó loại trừ những cái tế bào nhiễm ra, và nó sẽ giúp cho ngăn cản cái sự nhân lên và cái sự phát tán cái gọi là các cái mầm bệnh trong cái cơ thể, cũng như là sự phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Thì đấy là cái tóm lược cơ bản về cái đáp ứng miễn dịch ở trên con heo, và đã thể hiện qua cái sơ đồ này rất là hoàn hảo, rất ngắn gọn nhưng mà rất hoàn hảo, rất đầy đủ để chúng ta nhìn được cái bức tranh của miễn dịch ở trên con heo. Thế thì với cái sự tham gia của các lớp tế bào bạch cầu ở trong cơ thể, thì với cái hình này tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái lớp tế bào lympho T nằm ở đây, tại vì nó có sự xuất hiện của cái từ mucosalmonellosis, và cái này đó chính là cái đáp ứng miễn dịch bề mặt. Và khi nói đến cái đáp ứng miễn dịch bề mặt này thì không thể không nhắc đến cái quần thể tế bào lympho T gamma theta này. Và trong cái bài miễn dịch bẩm sinh tôi đã có nhấn mạnh cái điểm này rồi, vì thực ra khi nói đến cái tế bào lympho đó thì chúng ta hay nghĩ lympho T đó, chúng ta hay thường nghĩ là nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái miễn dịch qua trung gian tế bào, đó là chuyện đương nhiên, tại vì ở đây chúng ta nhìn thấy đây hai cái này đáp ứng miễn dịch thu được này, nó sẽ có sự tham gia của tế bào quần thể lympho, và trong đó có bao gồm lympho T và lympho B đấy, thì đó là điều đó chắc chắn rồi. Nhưng mà một cái quần thể tế bào lympho T khác có ký hiệu là cái gamma theta này, và như vậy nó sẽ tham gia giống như là một hàng rào phòng thủ đầu tiên và nó chống lại cái tác nhân lây nhiễm, và nó được xem như là cái nhà máy sản xuất quan trọng của interferon gamma. Cho nên đó lý do tại sao mà tôi dành một cái slide này khi nói đến miễn dịch bề mặt, thì tôi xin nhấn mạnh đến cái sự tham gia của cái vai trò, sự tham gia và vai trò của cái lympho T. Thì đấy là cái điểm mà tôi cần trao đổi với lại tất cả chúng ta. Vậy thì sau khi tôi có một cái bức tranh mô tả tổng quát về cái miễn mặt và vai trò của nó và giải thích tại sao nó lại quan trọng như thế, thì chúng ta qua đến cái phần thứ hai, đó cái phần dẫn nhập vào trực tiếp của miễn dịch bề mặt. Vậy thì cái bề mặt là nơi mà thường xuyên tiếp xúc với kháng nguyên lạ, chuyện này quá rõ, và đa số các mầm bệnh muốn gây bệnh được thì đều phải xâm nhập qua cái bề mặt này. Và như vậy thì cái khả năng phát triển bảo vệ vật chủ bằng các cái phản ứng miễn dịch chống lại cái sự xâm nhập của các cái nguyên lạ qua bề mặt này sẽ thông qua hai cơ chế, đó là bẩm sinh và thu được. Và như vậy ở trên tôi vừa được giải thích xong, tới đây chắc có lẽ các anh chị đã mường tượng ra được vấn đề rồi. Thúc bẩm sinh là cái gì, thu được là cái gì, trong đó có sự tham gia của đặc biệt là cái lớp kháng thể mà sẽ nhấn mạnh trong miễn dịch bề mặt, đó chính là lớp kháng thể IgA. Vì khi nói đến cái miễn dịch dịch thể đó thì chúng ta nhớ rằng có 5 cái lớp kháng thể, đúng không ạ? M, G, A, D và E. Thì tùy theo cái chức năng của nó mà chúng ta sẽ biết được cái giá trị vai trò của từng cái lớp kháng thể. Thế nhưng mà trong cái miễn dịch bề mặt, cái lớp kháng thể mà đóng vai trò khá quan trọng đó chính là lớp kháng thể IgA. Và trong cái bài báo cáo hôm nay tôi chỉ nhấn mạnh và chia sẻ với nhau
với các anh chị về cái lớp kháng thể này thôi, và cái giá trị của nó như thế nào, và tại sao trong cái miễn dịch bề mặt người ta lại muốn lại đề cập đến. À, tại sao cái miễn dịch bề mặt lại là cái nơi mà xâm nhập mầm bệnh, à, bởi nó có cái diện tích niêm mạc rất là lớn, chúng ta biết rồi, đường hấp, đường tiêu hóa, đường điệu dục, vâng, rồi độ ẩm ở đó nó cao, và cái nơi đó là không có ánh sáng mà có nhiều cái nếp gấp, và chính cái nhiều nếp gấp và cái nhiệt độ nó thích hợp, cho nên nó sẽ tạo cái điều kiện rất là thuận lợi để cho các cái vi sinh vật nó khu trú ở đó, kể cả vi sinh vật thường trú, kể cả vi sinh vật là có hại mà ta gọi là vi khuẩn cơ hội, thí dụ như vậy, ví dụ như lấy một ví dụ thôi, Pasteurella mentosida, đó là một cái vi khuẩn gây bệnh cơ hội nằm ở trên cái bề mặt của cái đường hô hấp, và khi mà cái điều kiện gọi là cái sức đề kháng của con thú đó suy giảm thì nó lại có thể nó gây bệnh thôi. Cho nên đấy là cái gọi là cái điều kiện để tại sao mà cho thấy rằng là cái vi sinh vật nó lại khu trú trên cái bề mặt như vậy. Và chính vì cái điều kiện thuận lợi này cho nên con thú phải có cái cơ chế để mà bảo vệ chống lại cái sự xâm nhập, đặc biệt là các cái mầm bệnh, thì đấy là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và với cái hàng rào bảo vệ cơ thể thì vai trò của miễn dịch bề mặt nó khá là quan trọng và không có gì phải bàn nữa. Và nếu như giả sử ta bảo vệ được cái miễn dịch bẩm sinh, cả luôn cái miễn dịch bề mặt đó, và cùng với cái miễn dịch thu được này, miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào, thì đó là một cái cơ chế miễn dịch hoàn hảo để giúp cho con thú chống lại sự xâm nhập mầm bệnh, kể cả ở bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Và cái sự toàn vẹn một biểu mô cũng như là cái sự tuyết các cái chất nhầy ở cái mức độ vừa phải được xem đó là cái tuyến hàng rào phòng thủ đầu tiên chống lại cái sự xâm nhập của các loại kháng nguyên, của các loại độc tố, của các loại vi sinh vật khác nhau. Và có một cái điểm hay lắm các anh chị, thực ra khi mà chia sẻ về cái chủ đề này á thì cũng tìm rất nhiều tài liệu để đọc để bổ sung thêm cho cái kiến thức về miễn dịch bề mặt, thì trong đó nó có một cái ý này nè, nó cũ, nó không có mới gì hết á, tức là các cái tế bào biểu mô này và các cái tế bào miễn dịch này, bẩm sinh này, nó tiết ra các protein kháng khuẩn, đó chính là cái viết tắt là từ cái từ tiếng Anh này, để chống lại cái sự xâm nhập mầm bệnh. Nhưng mà điểm này thì trong miễn dịch của T-Zac giải thích rất rõ là một khá nhiều cái cơ chế khác nhau, nhưng trong đó có một cái cơ chế mà liên quan đến cái vi sinh vật này, thì cái quần thể vi sinh vật ở trên cái bề mặt của con heo hay là kể cả người hay các đối tượng thú khác nhau, nó phải cân bằng. Chỉ khi mà nó lệch cái quần thể đó thôi thì các tế bào biểu mô, nghe các anh chị, cái việc mà tiết ra các protein kháng khuẩn này nó sẽ giảm. Và đó lý do tại sao á, khi ta mất cái cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột đó, thì cái protein kháng khuẩn này nó sẽ giảm. Và nó giảm như vậy có nghĩa là nó tạo điều kiện thuận lợi cho những cái con gây bệnh này có cơ hội sao sinh sôi phát triển, và như vậy càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn, và càng ngày nó càng nhiều hơn, cho nên là lúc đó cái khả năng gây bệnh nó sẽ dễ xảy ra hơn. Và trong những cái trường hợp như vậy, nó gọi là loạn khuẩn đường ruột đó, thì về nguyên tắc mà nói á, người ta không cần thiết phải sử dụng kháng sinh để điều trị những cái ca này đâu. Người ta chỉ cần bổ sung các cái gọi là vi sinh vật lợi khuẩn vào để nó tái thiết lập lại cái cân bằng này. Và khi tái thiết lập cân bằng này thì các cái tế bào á, nó sẽ có cái cơ hội để nó sản xuất ra được nhiều cái protein kháng khuẩn này hơn. Và cái các tế bào miễn dịch bẩm sinh này nó cũng có cái cơ hội, tại vì nó cân bằng rồi thì lúc đó cái hệ miễn dịch bẩm sinh ở trên đường ruột nó cũng sẽ tái cân bằng trở lại, thì lúc đó nó sẽ phát huy được cái vai trò của nó, và nó cũng sẽ làm cho cái khả năng gây bệnh nó sẽ giảm đi. Cho nên những trường hợp như vậy á, người ta đôi khi người ta chỉ cần là tăng cường cái vi sinh vật lợi khuẩn là đủ rồi, chứ không cần thiết phải sử dụng kháng sinh. Mặc dù trên lâm sàng mình thấy nó có thể nó có cái biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nó tiêu chảy, nhưng mà không phải vì cái hiện tượng đó mà chúng ta lại đưa kháng sinh vô, thì nó làm cho cái câu chuyện nó sẽ đi xa hơn, và cái hậu quả của cái kháng sinh thì chúng ta đã biết rồi, nếu chúng ta sử dụng không đúng. Thì cái dẫn nhập này tuy nó có mấy hàng đơn giản như này thôi, nhưng mà nó mở ra một cái gọi là thực tế, gọi là ứng dụng trên lâm sàng á, nó rất là hay để chúng ta cân bằng. Và nhất là trong cái thời buổi mà người ta cố gắng làm sao ta giảm thiểu cái việc sử dụng kháng sinh, thì việc sử dụng các cái protein kháng khuẩn này, tức là việc sử dụng các cái hoạt chất hoặc là kể cả kích hoạt các hệ thống miễn dịch, nó giúp cho tiết các protein kháng khuẩn này, mà tối ưu nhất thì đấy cũng là cái cơ chế để bảo vệ chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh. Cho nên
cái sự tham gia của các tế bào miễn dịch bẩm sinh và thu được nó sẽ giúp cho cái việc bảo hộ, bảo vệ cái bề mặt của cơ thể thú và tôi đã chia sẻ ở trên rồi. Như vậy thì với cái hệ thống miễn dịch bề mặt này á, nó có gồm những cái hệ thống sau. Người ta dùng chung một cái từ man, tức là những cái cơ quan lympho mà có liên kết với lại bề mặt niêm mạc, thì nó dùng chung một cái thuật ngữ là man, đã phát từ cái từ tiếng Anh thôi, tôi không đi cái thuật ngữ tiếng Anh. Nhưng mà cũng trên cái nền này thì ta sẽ chú trọng đến các cái miễn dịch bề mặt của cái hệ thống cơ thể như sau. Một là gan, thì cái gan này tức là cái mô bạch huyết mà liên quan đến ruột ha, rồi các cái mảng bì ở ruột ha, rồi cái ban này tức là cái mô bạch huyết mà liên quan đến cái phế quản, cái bì đó viết tắt từ bronchi, bronchus. Thì còn cái nan này á, là liên quan đến cái mũi nasal, thì cái cơ quan lympho ngay tại mũi nó cũng sẽ có liên quan đến cái miễn dịch bề mặt, hoặc là nó cũng sẽ nằm rải rác trong cái lớp biểu mô và cái lớp đệm. Thì hôm nay tôi sẽ lần lượt tóm lược một vài cái slide, chúng ta không thể đi chi tiết được hết trong một thời gian rất ngắn như thế này, nhưng mà để chúng ta có một cái overview, một cái nhìn tổng thể về cái miễn dịch trên bề mặt, nó gồm các cái cơ quan có liên quan như vậy. Và cái sự biểu hiện của các cái thụ thể nhận dạng khuôn mẫu, thì cái bài miễn dịch bẩm sinh lần trước tôi cũng đã chia sẻ, nếu các anh chị đã có nghe cái bài đó là biết rồi cái thụ thể nhận dạng khuôn mẫu này, và nó rất là nhiều cái thụ thể khác nhau. Nhưng mà gần đây người ta đề cập nhiều đến cái toll-like receptor, và lần trước tôi cũng giải thích cái toll-like receptor này là gì rồi, và các cái tế bào vi khuẩn nó muốn xâm nhập vào cái cơ thể, các cái tế bào bề mặt của hệ thống cơ thể thú á, để nó gây bệnh, thì nó sẽ thông qua các cái thụ thể nhận dạng khuôn mẫu này. Và cái điểm nữa là cái miễn dịch bẩm sinh thì nó sẽ điều chỉnh cái sự nhận biết đó, và nó giúp cho cơ thể thú có thể chống lại cái sự xâm nhập của các vi sinh vật ở bên ngoài. Về cái miễn dịch niêm mạc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là do các cái cơ quan và tế bào niêm mạc đảm nhận. Ở đây có sự tham gia của các tế bào niêm mạc nữa. Ở đây phải nhấn mạnh miễn dịch niêm mạc là do các cơ quan và các tế bào niêm mạc có sự tham gia của tế bào niêm mạc nữa các anh chị nhé. Ngoài cái chuyện là cái miễn dịch do các cái tế bào miễn dịch có tham gia, thì nó còn có sự tham gia của các cơ quan và tế bào niêm mạc ở cái bề mặt đó cùng tham gia để bảo vệ. Cho nên nó được xem như là cái miễn dịch cục bộ, và nó tạo ra khi mà có một cái tác nhân xâm nhập thông qua cái bề mặt của cơ thể, và trong đó có cái sự tham gia chủ yếu của các cái tế bào M, chút nữa tôi sẽ giải thích, và các cái mảng Bayer, và đặc biệt là lớp kháng thể IgA tiết. Ở đây tôi dừng lại một chút xíu, tôi giải thích cái từ IgA tiết. Thực ra khi nói đến cái kháng thể thì hồi nãy có chia sẻ rồi, lớp IgA là chắc chắn rồi, nhưng mà lại thêm có cái từ tiết ở này, như vậy nó có khác gì không? Thì trong cái cơ chế mà tạo ra cái miễn dịch bảo vệ mặt này, cái lớp IgA này cực kỳ quan trọng, nhưng nó tồn tại dưới dạng dimer, tức là hai phân tử IgA kết hợp với nhau, và nó sẽ có kết hợp với một cái mảnh tiết do cái tế bào như trên tôi vừa nói này. Miễn dịch bề mặt là có cái sự tham gia của tế bào, và như vậy cái tế bào biểu mô này nó sẽ giúp tiết ra một cái mảnh tiết, và nó kết hợp lại hai phân tử dimer đó, tức là hai phân tử kháng thể IgA đó, và nó sẽ bảo tồn được cái phân tử IgA mà nó không bị tiêu biến đi bởi các enzyme có mặt trên đường tiêu hóa. Và chính vì do đó cho nên khi nói đến miễn dịch niêm mạc thì cái lớp IgA này nó có vai trò rất quan trọng. Và ở đâu đó các anh chị có thể phản biện lại tôi, như vậy còn cái lớp IgM, IgG thì sao? Bề mặt có hay không? Và nếu có thì nó tồn tại hay không? Vâng, thì chút nữa ta sẽ lần lượt giải quyết cái câu chuyện này các anh chị nhé. Nhưng mà ở slide này tôi muốn nhấn mạnh đến cái điểm chính như vậy. Và cái chức năng của nó thì không có gì các bạn nữa. Cái dịch nhầy, và chính cái dịch nhầy nó chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Và cái điểm thứ hai đó là ngăn cản cái sự xâm nhập của các vật ngoại lai. Và như thế vậy thì cái thành phần của cái miễn dịch bề mặt này bao gồm có các cái tế bào lympho B, và phải có B thôi, tại vì cái B này để nó biệt hóa thành tương bào, và từ đó nó sẽ sản xuất ra lớp kháng thể IgA và IgM, rồi kể cả IgG nữa. Để câu trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi trên thì slide này tôi đã trả lời với chúng ta, nhưng trong đó IgA vẫn là chiếm ưu thế. Vậy thì cái M nó xuất hiện lúc nào, mà cái G nó xuất hiện lúc nào, và liệu nó có tồn tại ở trên bề mặt niêm mạc đường tiêu hóa hay không? Và cái G này, IgG này nó tồn tại trên đường tiêu hóa, nhưng mà trên đường hô hấp có hay không? Và cái hàm lượng của IgG này ở đường tiêu hóa với đường hô hấp có khác nhau hay không? Khác nhau, ví dụ như thế.
tôi đặt ra một số vấn đề để cho chúng ta thấy cũng cùng là cái cơ chế là gọi là bảo vệ thông qua bề mặt, gọi là miễn dịch bề mặt. Nhưng mà ở mỗi một cái vị trí như vậy nó vẫn có những cái điểm đặc thù của nó. Hôm nay chúng ta không thể nào nói hết được các anh chị. Tôi cung cấp một cái thông tin overview như vậy để chúng ta thấy là cái bức tranh của nó. Còn nếu nói về miễn dịch bề mặt trên đường hô hấp thôi lại là một cái bài khác mà bây giờ người ta lại đi chuyên sâu trên con heo luôn. Miễn dịch đường hô hấp trên heo, miễn dịch đường tiêu hóa trên heo, miễn dịch đường niệu dục trên heo, là nó có những cái cơ chế của nó, nhưng mà trong đó có sự tham gia của cái miễn dịch dịch thể. Rồi cái thứ hai là cái lớp kháng thể SIgA, là nãy đó cái S này là cái viết tắt từ cái từ secretory, đó chính là cái tiết, và IgA tiết này nó có một đặc điểm rất quan trọng, đó là nó tồn tại ở đường tiêu hóa, nó không bị các enzyme tiêu biến protein làm mất nó đi. Và cái thứ ba, cái sự tham gia gián tiếp của các cái tế bào tham gia cái miễn dịch qua trung gian tế bào của lympho T. Còn hồi nãy cái quần thể lympho T mà gamma delta đó là tham gia trong miễn dịch bẩm sinh, và nó được xem như là cái hàng rào phòng thủ của miễn dịch bẩm sinh rất quan trọng, cũng được xem đó nhiều cái nhà máy đã sản xuất ra cái interferon gamma, ví dụ như thế. Thì đây là cái thành phần ha. Xong cái phần bên tay trái, giờ tới cái phần bên tay phải tôi giải thích với các anh chị này. Ở đây này các anh chị nhìn nha, ở đây người ta lấy hai cái cơ chế ở trong T sắc, hai cái cơ chế mà để bảo vệ cái hàng rào bề mặt này. Đấy, thì cái cơ chế đầu tiên đó chính là sự tạo ra các IgA tiếp. Chúng ta thấy đây, từ các tế bào lympho B mà biệt hóa thành tương bào và có khả năng sản xuất ra cái kháng thể. Và cái lớp kháng thể này nó sẽ vượt qua được cái tế bào biểu mô ruột này và nó đi qua cái bề mặt và nó tồn tại trong cái mucus, là cái lớp nhầy nhớt. Và nếu như có cái mầm bệnh ở đây thì ngay tại vị trí này là nó đã loại thải mầm bệnh ra ngoài. Còn nếu giả sử như nha, nó không loại thải được mầm bệnh này, mà mầm bệnh này nó đi chui vào bên trong, các anh chị thấy không, cái đường mũi tâm màu đỏ. Và hồi nãy đầu bài tôi có giải thích tại sao nó chui được, đó chính là nó phá vỡ được cái lực liên kết, cái liên kết chặt time junction ở chỗ này, và như vậy nó sẽ đi qua được. Và đương nhiên á, khi đi vào á, nếu mà mầm bệnh do vi khuẩn thì nó có sự tham gia của cái bạch cầu đa nhân trung tính này cùng hệ thống bổ thể. Và nếu trong trường hợp này cái hệ thống miễn dịch nó phát huy được hết tác, gọi là cái tác dụng của nó, thì cái cơ chế mà miễn dịch dịch thể để loại trừ đó chính là cái lớp kháng thể IgG để loại trừ. Còn cái IgE này á, nó có vai trò trong miễn dịch dị ứng và ký sinh trùng. Cho nên nếu như những cái tác nhân dị ứng hoặc là ký sinh trùng trên đường tiêu hóa mà nó xâm nhập ở đây, thì lúc đó cái vai trò của lớp kháng thể IgE này nó sẽ bảo vệ. Cho nên ở đây các anh chị thấy người ta dùng cái từ chu kỳ, tức là hai cái cơ chế phòng thủ quan trọng trên bề mặt, và nó thông qua cái sơ đồ này với cái thành phần này để giải thích cho chúng ta thấy rõ về cái giá trị của việc bảo vệ thông qua các lớp kháng thể. Về các cái giai đoạn phát triển miễn dịch niêm mạc ở heo con, nó có 4 giai đoạn các anh chị. Về mặt lý thuyết người ta chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mới sinh, thì cái lớp miễn dịch bề mặt, cái gọi là cái cơ quan lympho bề mặt nó có, nhưng mà nó rất là phôi thai. Rồi sau đó ta chia tiếp cái giai đoạn là từ 1 ngày tuổi cho đến 14 ngày tuổi là giai đoạn 2. Rồi từ 14 ngày tuổi, tức là 2 tuần tuổi đến 4 tuần tuổi là giai đoạn 3. Và từ 4 tuần tuổi đến 6 tuần tuổi là giai đoạn 4. Và sau giai đoạn 4 này thì cái cơ quan đó hoàn chỉnh. Đấy, cho nên khi tôi chia sẻ như vậy, điều đó có nghĩa rằng là trong suốt cái giai đoạn heo con sơ sinh là nó cũng đã có những cái đáp ứng miễn dịch của nó, nhưng mà cái mức độ đáp ứng miễn dịch nó sẽ khác nhau, nó sẽ tùy theo sự phát triển của các cơ quan miễn dịch có mặt trên bề mặt đường tiêu hóa. Như vậy thì với cái cấu trúc của man, nó bao gồm các cái mô lympho, nó là cái nơi đón nhận các cái kháng nguyên đi vào trong cái niêm mạc. Và cái man này nó phân bố ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả đường tiêu hóa, kể cả đường hô hấp, kể cả luôn là niệu dục, giống như tôi đã chia sẻ ở bên trên. Và cái sự tham gia của các cái mô lympho ở ruột thì hồi nãy có nói rồi đó ha, chính là gan đó, thì có sự tham gia của các cái mảng Bayer và Bayer và các cái nang lympho. Thì với cái vai trò của cái mảng Bayer này, đó chính là cái nơi mà kết tụ của các cái tế bào lympho trên các cái nang. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cái cấu tạo và là mô học của cái mảng Bayer này, trung tâm của cái mảng này đó chính là lympho B, mà chúng ta hiểu được giá trị lympho B là gì rồi. Và bao quanh các nang này á, đó chính là lympho T, chúng ta cũng đã hiểu được giá trị của lympho T là gì rồi. Và ngoài cái lympho T ra, nó còn có cái đại thực bào. Và cái đại thực bào này trong miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được đều nói, đại thực bào trong miễn dịch bẩm sinh đó chính là cái đại thực, nó thực bào các cái mầm bệnh. Nhưng mà trong cái miễn dịch thu được đó chính là sự trình diễn kháng nguyên. Và trong cái miễn dịch bẩm sinh tôi cũng đã có chia sẻ. Và sau khi mà
các cái kháng nguyên mà được nhận diện bởi cái các cơ quan lympho ở trên bề mặt của cơ thể, thì lúc đó nó sẽ theo cái hệ thống bạch huyết và nó sẽ chuyển đến cái lympho B, và từ lympho B nó sẽ chuyển hóa thành tương bào để nó có thể sản xuất ra cái lớp kháng thể IgA, IgG và IgM. Rồi, như vậy giờ tới đây tôi dừng lại một chút, tôi giải thích cái chỗ này. Nếu là các cái mảng Bayer này nó tồn tại niêm mạc ruột và nó có khả năng sản xuất ra các cái lớp kháng thể này, thì cái sự tồn tại của IgG và IgM ở trên các cái bề mặt cùng với lại IgA như thế nào? Bản thân IgA không bị ảnh hưởng, bởi mặc dù cả các lớp kháng thể này bản chất đều là protein hết, mà đã là protein thì đều có khả năng bị tiêu biến bởi các enzyme có mặt trên đường tiêu hóa, điều đó là chắc chắn. Thế nhưng mà IgA vượt qua được điều đó bởi cấu trúc phân tử kháng thể. Chút nữa sẽ đi sâu vào đặc điểm của cấu trúc phân tử kháng thể IgA, tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Còn IgM và IgG đều bị enzyme tiêu biến protein, có thể gọi là tiêu biến protein là làm thoái hóa, thoái biến cái cấu trúc phân tử kháng thể của nó. Cho nên á, cái sự tồn tại của cái IgM và IgG trong cái miễn dịch bề mặt này ở niêm mạc là có nhưng mà không nhiều. Đấy, và các cái câu hỏi này tôi có đặt ra đó. Thì như vậy nếu so sánh mặt nồng độ thì chắc chắn là IgA sẽ chiếm cao nhất, còn cái IgG và IgM này hàm lượng rất là thấp. Nhưng mà nó rất hay ở một cái chỗ là khi nó tồn tại như vậy rồi á, nhưng mà nó có một sự tương hỗ trong cái miễn dịch dịch thể, đó chính là sự thấm nhập của các phân tử kháng thể IgG từ mạch máu của miễn dịch dịch thể ra vị trí miễn dịch bề mặt. Đây, tôi nói chậm chậm để chúng ta thấy rõ. Có một sự thấm nhập nghe các chị, kể cả đường hô hấp và kể cả đường tiêu hóa luôn. Trong cái miễn dịch của đường hô hấp người ta cũng nói rõ cái chuyện này. Tức là miễn dịch cục bộ trên đường hô hấp ngay tại phổi đó, thì các cái mao mạch của phế nang á, là nó có sự thấm nhập của IgG này này từ ở trong cái miễn dịch dịch thể đi ra ngoài cái vị trí cục bộ đó, và nó tham gia trong cái việc phòng thủ bảo vệ cơ thể. Còn IgM này là có nhưng mà nó chỉ ở giai đoạn đầu của viêm thôi, thì lúc đó hoặc là giai đoạn đầu của việc tiếp xúc cái mầm bệnh trong kháng nguyên thì lúc đó nó mới tăng cao, còn sau đó chủ yếu vẫn là lớp kháng thể IgG. Và đó lý do tại sao khi nói đến miễn dịch bề mặt người ta chỉ nhấn mạnh cái lớp kháng thể IgA là như vậy nha các anh chị ha. Rồi chúng ta đi tiếp tới cái lympho T, thì cái lympho T này chủ yếu là cái T gây độc và cái T điều hòa miễn dịch. Đấy, cho nên cái mảng Bayer này nó rất là quan trọng, và chính vì lý do đó nó lại có cái vai trò, kể cả ruột, kể cả các hệ thống khác, cái vai trò bảo vệ cơ thể là như vậy. Thì cái giá trị của cái mảng Bayer. Rồi, bây giờ mới giải thích tiếp. Thế bây giờ các anh chị mới nói rằng là tôi lấy một ví dụ đi, là cái vaccine mà phòng bệnh BD đó. Thì các anh chị nhớ ngày xưa là người ta hay cũng có những loại vaccine đã khuyến cáo là cốc qua đường uống, đúng không? Thì mọi người mới nói là ổ cấp qua đường uống như vậy thì nó bảo vệ trên con heo nái là chuyện đương nhiên. Tại vì theo cái cơ chế miễn dịch bề mặt này là nó bảo vệ trên cái bề mặt niêm mạc ruột của heo nái. Nhưng mà nó có bảo vệ được cho heo con hay không? Thì mọi người nói thì chủng ngừa trên nái này chắc chắn là heo con nó sẽ nhận được kháng thể. Nhưng mà cái hình này sẽ giải thích các anh chị nó sẽ nhận được một cách nào này. Nó hay ở chỗ này. Khi cái kháng nguyên nha, cái antigen này nó sẽ đi vào cái chiều mũi tên này chúng ta thấy rồi. Cái cơ chế chút là nói sau nữa, nhưng mà nó đi vào cái mảng Bayer này, và như vậy nó sẽ theo cái hệ thống màng tiêu ruột, đúng không? Tại vì chính cái IgA này khi mà theo cái hệ thống màng tiêu ruột này thì nó sẽ đi vào máu, và khi đi vào máu này á, những cái tế bào lympho B mà đã được nhận diện trình diện kháng nguyên bởi cái kháng nguyên BD đó, mà nó có khả năng sản xuất ra kháng thể IgA này. À, tôi nói rõ ràng như vậy ha. Nó sẽ theo máu và nó đi đến đâu? Đi đến chỗ này, biểu mô ruột là chuyện đương nhiên. Nó sẽ đâu đi đến đâu đây? Qua cái đường hô hấp. Nó đi đến đâu đây? Qua đường niệu dục, cái từ này là niệu dục, và đi đến tuyến vú. Cho nên các anh chị thấy là tại sao mà ta chủng ngừa cái vaccine sống nhược độc ở trên con heo nái qua cái đường uống như vậy, thì chúng ta sẽ thấy cái hàm lượng kháng thể IgA có trong sữa này nó sẽ rất là cao. Hay là các bề mặt khác cũng vậy, chứ không phải là liên quan đến cái tuyến vú đâu các anh chị. Và cái hình này để giải thích cho chúng ta thấy rằng là cái giá trị của cái việc mà nghiên cứu và miễn dịch bề mặt, và nó cái sự liên kết giữa cái miễn dịch bề mặt với các cái bề mặt khác ở trong cơ thể thông qua cái sự nhận diện trình diện kháng nguyên đến các tế bào lympho B mà được biệt hóa để sản xuất ra kháng thể IgA kháng lại
với cái kháng nguyên tương ứng. Về mặt miễn dịch học nó rõ ràng như thế. Thì đây là nguyên một loạt cái cơ chế có liên quan rất là hay về mặt miễn dịch. Và như vậy thì cái niêm mạc ruột này, bề mặt này nó đã được phát triển từ lúc mà con heo mới sinh ra rồi, và nó tạo ra các cái tiểu quần thể lympho và tế bào B có liên quan đến cái việc sản xuất ra cái lớp kháng thể IgA, cũng như có sự tham gia của các quần thể tế bào lympho B, kể cả các tế bào miễn dịch bẩm sinh và khu trú trong cái lớp đệm và lớp biểu mô. Và hồi nãy tôi đã chia sẻ rất rõ ở cái phần trên ha, các anh chị ha, cứ nhắc đi nhắc lại để chúng ta thấy là cái câu chuyện nó liên kết với nhau và nó rõ ràng, và hy vọng các anh chị sẽ nhớ được những thông tin cốt yếu. Và như vậy thì tôi mượn cái hình này trong cái The Big Side, cái The Big Three Tree này, người ta có trình bày cái hình này. Các anh chị thấy ha, đây là tế bào biểu mô ruột, đây cái gan này, gan là viết tắt từ cái từ này, và cái mảng Bayer này, và cái mảng Bayer này nãy có giải thích rồi, trung tâm là B và xung quanh là tế bào lympho T, và kể cả luôn các cái đại thực bào, đúng không ạ? Và sau khi mà nó trình diễn kháng nguyên, tức là xong rồi đó, thì nó sẽ biệt hóa thành các cái nhóm tế bào có khả năng sản xuất ra thành kháng thể đây, cái ASC là nó viết tắt là các tế bào có khả năng sản xuất ra kháng thể, và cụ thể đó chính là cái lớp kháng thể IgA, và nó sẽ đi theo cái cơ chế hồi nãy tôi đã chia sẻ với lại chúng ta nha. Rồi bên cạnh đó thì nó còn có các cái tê giúp đỡ này, giúp đỡ hỗ trợ gì đó là một đó, rồi các cái tê điều hòa, rồi các cái tê bẩm sinh. Tế bẩm sinh hồi nãy có nói rồi đó, tức là gamma theta đó, và nó đóng cái vai trò tương tác trong cái miễn dịch bề mặt. Các anh chị thấy không? Kể cả cái tương tác đó bao gồm của miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được. Cho nên cái câu chuyện về miễn dịch bề mặt đó là một cái hướng đi, và hầu như trong tất cả các sách về miễn dịch hay là các nghiên cứu về vaccine được đề cập rất là chi tiết, rất là cặn kẽ về cái miễn dịch bề mặt này. Và hồi nãy tôi có chia sẻ với các anh chị một cái thông điệp, đó là sự cạnh tranh của các vi khuẩn đó, và nó làm thay đổi cái việc mà sản xuất các cái protein kháng khuẩn, thì tiết ra các protein kháng khuẩn. Thì các chị nhìn nha, ở đây là bình thường normal, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy là nếu giả sử như cái ruột của con thú hoặc là trên bề mặt đường hô hấp của con thú bình thường, và như thế thì cái sự cạnh tranh này nó sẽ không đáng kể, và nó sẽ tiết ra các cái protein kháng khuẩn này rất là nhiều để bảo vệ. Nhưng mà các anh chị thấy này, khi nó muốn sản xuất ra như vậy thì nó phải có cái sự tương tác giữa các cái vi sinh vật có mặt trên bề mặt này với cái hàng rào miễn dịch bẩm sinh này. Và khi mà có sự nhân lên quá mức hay là sự xâm nhập từ bên ngoài vào của các cái vi khuẩn gây bệnh đây, và nó làm gì các anh chị? Nó xâm nhập vào đây và nó ức chế cái gọi là cái, nó không có truyền được, tức là nó cạnh tranh với lại các cái vị trí này. Và như vậy những cái tế bào bình thường này, nó sẽ cái hệ vi sinh vật thường trú này, nó sẽ vi sinh vật có lợi này, nó sẽ không còn cái cơ hội để nó có sự tương tác với các cái hàng rào miễn dịch bẩm sinh này, và từ đó nó làm giảm cái sự tiếp của các protein kháng khuẩn này, tức là cái peptide cái kháng khuẩn này. Và như vậy lúc đó nó không thể nào mà nó tiêu diệt được các cái mầm bệnh này một cách gọi là hiệu quả. Cho nên hồi nãy ngay từ đầu bài tôi có nói cái sự gọi là mất cân bằng của hệ vi sinh vật có lợi, nó sẽ liên quan đến cái cơ chế mà tiết các protein kháng khuẩn ở trên cái bề mặt của đường tiêu hóa. Một cái cấu trúc kế tiếp nữa không thể không nhắc đến, đó là BAN. Thì về nguyên tắc nó cũng giống y như gan, gan tức là trên cái đường tiêu hóa, đúng không ạ? Và như vậy nó có các cái cấu trúc của mảng Bayer, các cái mô lympho giống như gan luôn, và nó rải rác nằm dọc ở khí quản, phế quản, tiểu phế quản, và nó cũng giúp cho cái việc trình diễn tiếp xúc kháng nguyên giống như cơ chế của ruột, thì nó cũng khá rõ ha. Bên cạnh đó thì nó cũng còn có các quần thể tế bào lympho T cũng giống như cái cơ chế của ruột vậy. Và ở đâu đó lần trước và một số anh chị có thắc mắc về cái lượng tế bào có ở trong phổi tham gia trong cái miễn dịch bề mặt đó, hoặc là miễn dịch bẩm sinh, thì cái bài này tôi có đưa hai cái slide thêm để tôi giải thích cái chuyện này. Các anh chị thấy ở đây là người ta đo cái lượng tế bào, cái gì tức là đo cái lượng tế bào bạch cầu có ở trong phế nang, phế quản, phế nang của heo khỏe, và đây là một cái dẫn liệu của tác giả này. Và các anh chị nhìn lên cái hình này, cái tế bào mà có chủ yếu ở trên cái phế nang, các dịch phế nang phế quản là đại thực bào, các anh chị thấy không, chiếm tỷ lệ rất cao luôn. Đây là trung bình 93, nhưng mà nó biến động từ 90 đến 99. Và cái bạch cầu đa nhân trung tính này á, nó chiếm tỷ lệ rất là thấp. Và
ta nhìn là cái hình này nha, đây là cái thông điệp đầu tiên tôi muốn chia sẻ, đây là một cách tổng quát. Sau đó có một cái hình nữa, một cái bảng nữa, người ta làm cái nghiên cứu mà các anh chị biết chi tiết đến mức mà tùy theo cái đối tượng heo, tùy theo cái lứa tuổi heo mà cái sự biến động của các tế bào này nó sẽ khác nhau, và cái nguồn cụ thể bên này từ các nghiên cứu, nhưng nó có một cái điểm rất là giống nhau, đó là nói gì thì nói thì cái lượng tế bào đại thực bào có ở phổi vẫn là chiếm chủ yếu. Vậy thông điệp tôi muốn gửi các anh chị là gì? Trong cái miễn dịch bẩm sinh và kể cả miễn dịch thu được luôn, cái đại thực bào này nó có giá trị của nó. Và nếu như mà những cái loại virus, tôi lấy ví dụ VRS tấn công vào đại thực bào mà nó làm cho cái hàng rào phòng thủ này mà đến 90% họ bị hư hại, thì các anh chị thấy là ở phổi còn gì nữa, đúng không ạ? Như vậy là cái cơ chế phòng thủ của phổi là gần như thất thủ rồi. Và cũng chính vì do đó cho nên các anh chị thấy là những cái bệnh mà nó tấn công vào đại thực bào thì nó sẽ dễ dẫn đến một hậu quả, đó là phụ nhiễm rất nhiều cái mầm bệnh khác theo sau đó, bởi cái sự gọi là tồn tại hay là cái số lượng của các cái đại thực bào có mặt trên cái bề mặt của nhu mô phổi của phế quản và phế nang, nó rất là cao như vậy. Và cái bài mà miễn dịch bẩm sinh tôi cũng chia sẻ làm sao mà có được số liệu này, tại vì ngày xưa lúc tôi làm đề tài tiến sĩ á, cũng làm trên cái nhóm này, tức là rửa phổi thôi các anh chị, còn mình rửa trên chuột trong những thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm thì rửa trên cái chuột phòng thí nghiệm khi mình nghiên cứu về nó, còn ở trên heo thì rửa cái dịch phế quản phế nang này thôi các anh chị, xong rồi đo gọi là đếm ở trong phòng thí nghiệm thì sẽ ra được cái tỷ lệ này thôi. Thì trong điều kiện phòng thí nghiệm là mình có thể làm được, không có gì khó khăn hết, cho nên là cái khả năng đó thì rất là rõ rồi. Và với cái miễn dịch trên cái đường hô hấp thì nó cũng có khả năng phân biệt giữa các cái vi sinh vật thường trú, cái kháng nguyên thức ăn hay kể cả cái mầm bệnh. Dĩ nhiên là nó phải kháng lại với cái mầm bệnh đương nhiên rồi, tại vì nếu không thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gì dung nạp miễn dịch mà các đã có lòng chia sẻ, và đây là slide chia sẻ của chúng ta đó, nó có khả năng như vậy. Rồi về cái lớp đệm, cái mô liên kết hồi nãy có chia sẻ với chúng ta đó, tức là có sự tham gia của các cái tế bào nó nằm rải rác ở trong các lớp mô đệm. Và khi nói đến các lớp mô đệm thì người ta thấy rằng là đại thực bào này, tế bào đuôi gai hay tế bào bạch tuộc, tế bào hình tua và kể cả tế bào lympho T rất lớn ở trong các cái mô lympho. Ở trong các cái lớp đệm. Cho nên các anh chị thấy cái việc bảo vệ cái bề mặt niêm mạc á, ngoài cái chuyện là chúng ta bảo vệ các cái cơ quan miễn dịch ở trên như đã chia sẻ rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải bảo vệ cái lớp đệm này. Cho nên nếu giả sử cái lớp đệm này á, mà nó hư, tức là sau khi mà ví dụ như trên đường tiêu hóa là BD ta biết rồi, nó làm cho hư hại cái lớp biểu mô rồi kể cả tất cả tế bào biểu mô cũng hư hại luôn, thì dường như cái hàng rào phòng thủ này là mất tiêu rồi, đại thực bào không còn, đuôi gai không còn, mà đuôi gai này rất quan trọng trong cái việc trình diễn kháng nguyên nữa, mà không còn thì chúng ta biết là cái giá trị của cái miễn dịch bề mặt nó quan trọng như thế nào đối với lại cơ thể. Vậy thì làm sao mà cái miễn dịch bề mặt này nó sẽ có cái đáp ứng? Thì về mặt cơ chế miễn dịch nó sẽ chia làm hai cái vị trí, một là vị trí cảm ứng và thứ hai là vị trí hiệu ứng hay là tác động. Thì với cái vị trí cảm ứng này nó sẽ bao gồm ở các cái vị trí của cái mảng Bayer, BB là viết tắt từ cái mảng Bayer, rồi các cái nang bạch huyết, các cái nang bạch huyết đó nó nằm ở đâu, ở cái hạch bạch huyết nằm ở trên cái đường tiêu hóa, trên đường hô hấp và kể cả màng treo ruột. Và ở cái nơi này, ở các vị trí này, đó chính là kháng nguyên được xử lý, tức là nó nhận diện kháng nguyên và nó bắt đầu nó kích hoạt các cái phản ứng miễn dịch tiếp theo, để từ đó nó sản xuất ra cái lớp kháng thể IgA tiết, ví dụ như nãy tôi có chia sẻ trong cái miễn dịch dịch thể. Và như vậy nó sẽ đi tới đâu? Nó tới cái vị trí hiệu ứng hay là vị trí tác động, đó chính là các cái lớp đệm niêm mạc. Sau khi nó thực hiện cái vị trí, thực hiện các cái chức năng miễn dịch ở cái vị trí cảm ứng này xong rồi, thì nó sẽ đi đến các cái lớp đệm niêm mạc để nó thực hiện cái vai trò của nó là phòng vệ. Bởi cái gì? Bởi các phản ứng viêm, bởi các cái cơ chế của miễn dịch bẩm sinh và kể cả cái miễn dịch thu được đặc hiệu, đó chính là lớp kháng thể IgA tiếp. Cho nên trong cái miễn dịch bề mặt nó chia ra hai cái nhóm như thế, và tôi có cái hình để minh họa cho các anh chị rõ hơn. Và như vậy thì ở các cái vị trí cảm ứng hay là hiệu ứng thì nó sẽ có một sự phối hợp với nhau để trong việc bắt giữ, trình diện cái kháng nguyên đó. Và cái vai trò của cái bắt giữ cái tế bào bắt giữ kháng nguyên khá quan trọng, bởi cái tế bào lympho, bởi cái tế bào M, và nó vận chuyển lên cái cơ quan để mà xử lý và trình diện cái kháng nguyên đấy. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta cũng cần
lưu ý trong cái đáp ứng miễn dịch. Và một cái điểm nữa là trong cái lớp đệm hồi nãy có nói với các anh chị rồi, bao gồm đại thực bào này, bao gồm tế bào đuôi gai này, bao gồm các tế bào T này, và chính nhờ các tế bào đuôi gai, tế bào bạch tuộc là cái DC đó, đó cũng sẽ giúp cho trực tiếp bắt giữ kháng nguyên và trình diễn kháng nguyên, và từ đó nó sẽ giúp là hoạt hóa các cơ chế miễn dịch tiếp theo để nó sản xuất ra cái kháng thể đặc hiệu trong cái việc phòng bệnh tại chỗ cục bộ giống như này đã chia sẻ. Và đây là cái hình để chia sẻ chúng ta ha, cái thai sống sinh hồi nãy có chia sẻ với anh chị rồi. Rồi, có vai trò tế bào em cực kỳ quan trọng trong cái việc mà bắt giữ các cái kháng nguyên để từ đó trình diện lên cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một cái hình nữa, cái vai trò của em ở đây ha, và vai trò của cái tế bào bạch tuộc trong cái việc trình diện kháng nguyên. Đấy, thì nếu mà giả sử nó xảy ra được rồi thì tức là giả sử nó bắt giữ được cái mầm bệnh rồi thì lúc đó nó sẽ trình diện lên các cái cơ quan miễn dịch để từ đó nó sẽ hoạt hóa tiếp hệ thống miễn dịch. Và cái nhóm thứ hai là nhóm tế bào hình tua, chúng ta thấy không, giống như cái bạch tuộc vậy đó. Đấy, và nó cũng tham gia cái trình diện kháng nguyên và từ đây nó sẽ mang nó đến cái hệ thống mô lympho để nó hoạt hóa các cái đáp ứng miễn dịch tiếp theo. Và cái hình này tóm lại của hai cái cơ chế mà cái vị trí gọi là cảm ứng và cái vị trí hiệu ứng đó, thì cái từ này đây, cảm ứng inductive site, đây là cái nơi mà nhờ các anh chị thấy ha, các con vi khuẩn này đúng không ạ, và nó được bắt giữ bởi các cái tế bào em này đúng không ạ, và sau đó nó sẽ trình diện lên các cái cơ quan lympho đúng không ạ, và nó sẽ bị khóa, trong đó dù ở đây bị khóa để tế bào B nè sang cái tế bào plasma, và tế bào plasma này có khả năng sản xuất ra kháng thể IgA, và IgA này nó đi ra ngoài đây. Đấy, cái lớp mà tím tím này đó chính là cái lớp nhầy nhớt đúng không ạ, và IgA nó qua nó có mặt ở đây, và các anh chị thấy cái con vi khuẩn này sau đây được bắt giữ. Thì đây là cái hình này nó tóm lược lại cái cơ chế cả cái vị trí cảm ứng và vị trí hiệu ứng trong cái đáp ứng miễn dịch bề mặt rất rõ ràng, rất cụ thể với cái cơ chế chung như thế. Như vậy thì cái việc mà trong cái mảng video đó, cái sự trình diện kháng nguyên với cái sự giúp đỡ của các tế bào T rồi từ đó B nó chuyển sang sản xuất ra kháng thể để nó tác động, thì cái hình vừa rồi tôi cũng đã mô tả. Nhưng mà tôi muốn mượn một cái hình nữa, tôi lấy một cái hình nữa của cơ chế đáp ứng kháng thể để chúng ta thấy được cái vai trò của nó đây. Thế bây giờ tế bào em này hen, đấy, đây là mảng B ha. Đấy, rồi sau khi là một loạt các cơ chế miễn dịch không nói chi tiết nữa, nó bị hóa thành tế bào B đây. Tế bào B này có khả năng sản xuất ra kháng thể, đặc biệt là lớp kháng thể IgA này, và nó sản xuất ra lớp kháng thể, thì đương nhiên nó sẽ đi qua tế bào biểu mô, nó kết hợp lại cái mảnh tiếp từ tế bào biểu mô này. Cho nên các anh chị thấy cái từ đầy đủ của nó, secret tray này, đó chính là tiết. Và như vậy thường trong các tài liệu chúng ta vẫn hay viết tắt là SIGA là như vậy đó. Thì đây chính là nó tham gia, nó bảo vệ cái bề mặt, miễn dịch bề mặt của cơ thể. Cái phần này tôi vừa giải thích ở trên rồi. Và tương tự như vậy thì các anh chị thấy đây có một cái hình ở trên tôi cũng chia sẻ rồi đó. Rồi sau khi nhận diện trình diện kháng nguyên xong rồi thì nó sẽ đi theo vào máu này. Đấy, vào máu, và nó đi đến các cái vị trí hiệu ứng khác, vị trí tác động khác, bao gồm cả phổi này ha, rồi kể cả niệu dục ha, và kể cả cái tuyến vú. Còn đương nhiên là với cái mũi tên chiều này thì nó sẽ đi trực tiếp vào cái mô nào đây? Mô trên cái đường tiêu hóa, tức là bề mặt trên đường tiêu hóa, và nó sẽ giúp cho bảo vệ được cái cơ thể ha. Thì đây là cái cơ chế chung. Và đương nhiên á, khi mà nó tạo ra các cái lớp kháng thể có mặt ở trên cái bề mặt, dù đó là bề mặt nào, nhưng mà cái gọi là phản ứng miễn dịch nó sẽ khác nhau tùy theo các cái mầm bệnh. Và cái hình này là một cái bức tranh tổng thể để cho thấy được cái giá trị của cái miễn dịch bề mặt ở trên cái đường tiêu hóa. Ở đây lấy trên cái đường tiêu hóa ha. Các anh chị nhìn nha, đây lấy virus này và các cái toll-like receptor đấy, nhờ các cái toll này và nó kết dính đặc hiệu với cái tế bào chủ đúng không ạ, kể cả cái sự xâm nhập của vi khuẩn bacteria nằm ở đây đúng không ạ, và nó huy động luôn một loạt các cơ chế luôn, ví dụ đây là T gây độc tế bào này, những cái virus mà tại virus ký sinh nội bào mà cảm nhiễm là những tế bào mà nhiễm virus này, thì nó nhờ cái T gây độc tế bào này
để làm sao đây apoptosis là gây chết tế bào, và từ đó nó dẫn đến các cái đại thực bào này nó sẽ tham gia thực bào và nó loại thải ra ngoài. Đó là cái cơ chế của cái đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào, khá là rõ như thế. Rồi cái sự tham gia của miễn dịch bẩm sinh, ví dụ như ta thấy là các cái neutrophil này, các cái bạch cầu đa nhân cung tính, và khi mà cái sự tham gia của neutrophil thì nó có một cơ chế tác feedback trở lại, thật tác động để sản xuất ra các bạch cầu sản xuất ra các cái cytokine, cái cytokine, chemokine, và như vậy thì nó sẽ lôi cuốn các loại huy động các cái tế bào đi đến cái vị trí vùng viêm để nó tham gia nó thực bào. Và cái cơ chế bên này đó chính là sự hoạt hóa từ các cái tế bào B chuyển sang cái tế bào tương bào và có khả năng sản xuất ra kháng thể và nó sẽ đi ra ngoài. Và các anh chị thấy không, cái chiều mũi tên này, cái kháng thể lớp dimer, tức là hai phân tử kháng thể ISA này, nó kết dính lại với nhau và nó vượt qua được cái tế bào biểu mô này đi ra ngoài để nó tham gia ngăn chặn cái sự xâm nhập của cái virus ngay trên cái bề mặt nha, ngay trên cái bề mặt của cơ thể, và cụ thể trong cái hình này là ruột. Rồi chúng ta sẽ thấy một yếu tố cuối cùng muốn nói ở đây chính là các peptide kháng khuẩn này. Đây, cái sự tương tác đây nhờ cái sự hỗ trợ của các cái T, và trong đó có cái TH17 này, nó hoạt hóa và nó giúp cho các tế bào biểu mô này có khả năng sản xuất ra các cái protein kháng khuẩn. Đấy, cho nên là rất hay cái gì. Ở đây là một cái hình để mô tả toàn bộ cái cơ chế đáp ứng trên cái bề mặt của cơ thể với sự huy động của các hàng rào miễn dịch, bao gồm bảo vệ, bao gồm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được, rất rõ. Như vậy là xong về mặt cơ chế ha. Rồi bây giờ, hồi nãy tôi có nói với các anh chị là cái lớp kháng thể ISA nó có đặc điểm gì và tại sao nó tồn tại, thì cái bài này tôi muốn chia sẻ với các anh chị một vài cái thông tin. Thì với cái ISA, đó là kháng thể có vai trò trong miễn dịch niêm mạc rất rõ ràng, tồn tại với dạng dimer, ngoại tiếp, cái SIGA cũng đã giải thích. Và trong huyết thanh thì thường nó sẽ tồn tại với cái dạng mono, tức là một phân tử kháng thể. Nó cũng có thể tồn tại với dimer, trimer, nhưng mà trong huyết thanh thì thường là cái dạng này nhiều hơn. Còn ở cái vị trí ngoại bào, tức là vị trí mà tham gia trong cái miễn dịch bề mặt, thì thường là ở dạng ISA tiếp, rất rõ như thế. Rồi cái vai trò của nó cũng đã rõ rồi, tồn tại với dạng dimer là bởi là do sự kết dính của hai cái phân tử này, và cái gọi là S là hệ số lắng, nó dựa trên cấu trúc phân tử kháng thể mà nó sẽ kết hợp với nhau bởi cái chuỗi G và cái mảnh tiết. Thì nãy tôi có nói có các anh chị rồi đó, cái mảnh tiết này đó chính là các tế bào biểu mô nó tiết ra và nó quan trọng lắm. Còn cái chuỗi G này á, là do các tế bào plasma nó cái tương bào nó sản xuất ra cái phân tử kháng thể ISA đó, và nó tiết ra luôn cả cái chuỗi G này mà nó kết hai phân tử kháng thể với dạng dimer. Và chính cái cấu trúc bền vững và thêm cái mảnh tiết nữa không bị tiêu biến bởi các enzyme có mặt trên đường tiêu hóa, kể cả cái đường hô hấp, nhưng mà cái IgG đó mà có mặt ở trên cái đường hô hấp á, thường nó sẽ nhiều hơn so với lại IgG có mặt ở đường tiêu hóa. Các anh chị biết tại sao không? Bởi vì á, ở đường tiêu hóa là nó có các enzyme tiêu hóa, cho nên nó sẽ tiêu biến cái IgG ở đường tiêu hóa nhiều. Trong khi đó ở đường hô hấp thì nó rất là hạn chế, cho nên thường ta sẽ thấy nếu mà rửa cái dịch phế quản với lại rửa cái dịch đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ thấy là cái IgG ở đường hô hấp này nó sẽ cao hơn so với lại IgG có mặt ở đường tiêu hóa. Cái nó cũng là một cái hay. Ở trong trường hợp này là ta đang nói về cái ISA, thì cái ISA này là dù cho cái bề mặt nào hết các chị ha, tiêu hóa hô hấp thì cũng sẽ không có bị ảnh hưởng bởi các enzyme tiêu biến protein, thì đó là khá là rõ như thế. Và khi mà nó được sản xuất ra bởi cái tế bào tương hồi nãy có chia sẻ với chúng ta đấy, rồi nó có cái chuỗi G nó gắn kết lại đấy, thì nó sẽ đi qua cái niêm mạc, và khi nó đi qua niêm mạc này thì nó sẽ gắn kết với lại cái mảnh tiết, và khi nó gắn cái mảnh tiết thì nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc SIGA hoàn hảo có mặt trên bề mặt, và nó sẽ bảo vệ con thú ha, các anh chị ha. Thì đấy là cái cơ chế chung, và đây là cái sơ đồ cấu trúc của một phân tử kháng thể ISA tiếp trong miễn dịch T-sắc, biết rất rõ đây, nhờ cái tương bào sản xuất ra, kết dính vào chuỗi G này, sau đó nó đi di chuyển qua cái tế bào biểu mô và nó kết hợp với lại cái mảnh tiết này và nó sẽ tạo ra cái ISA tiết. Thì đấy là cấu trúc hoàn hảo của một phân tử kháng thể ISA tiết. Điểm hay ở slide này là gì các anh chị biết không? Tôi sẽ phân tích cho các anh chị thấy nè. ISA này á, nó có một cái điểm rất gọi là độc nhất vô nhị, người ta dùng tiếng Anh cái từ unique, là một cái cơ chế trong năm lớp kháng thể, thì cái lớp kháng thể này là unique. Bởi sao? Bởi nó tác động luôn cả ba vị trí luôn các anh chị. Đây, ISA này vượt qua được lớp biểu mô để ngăn cản sự xâm nhập, cơ chế thứ nhất. Nếu giả sử
có cái mầm bệnh vô trong tế bào ở đây thì chính cái vai trò ICA nó cũng tác động. Và nếu giả sử mầm bệnh nó vô bên trong này nữa ở đây, rồi ICA nó cũng sẽ tác động ở vị trí này, và cả hai cái này nó sẽ có cái vai trò chung, đó là loại cái mô mà nhiễm đây. Đấy, còn cái vai trò này là ngăn cản cái sự bám dính của cái mầm bệnh đi vào tế bào biểu mô. Và đây là cái cơ chế khá hay khi nói đến ba vị trí khác nhau, three locations, là đều có cái vai trò tham gia của ISA hết. Cho nên đó lý do tại sao mà trong cái miễn dịch bề mặt người ta nhấn mạnh đến cái ISA là như thế. Nếu như cái hàm lượng ISA mà đủ để bảo vệ được bề mặt niêm mạc, kể cả trong lòng cái bề mặt niêm mạc và trong tế bào luôn, thì nó sẽ là cơ chế hoàn hảo ngăn cản cái sự xâm nhập trước khi nó đi vào bên trong của cơ thể bởi cái vai trò của ISA. Đấy. Và một cái hình nữa cũng chia sẻ với các anh chị đây về cái miễn dịch bề mặt đây. Ở trên cái bề mặt của cái đường này là ruột, đang nói đến ruột ha, thì có các yếu tố miễn dịch không đặc hiệu bẩm sinh và có sự tham gia của hàng rào của SIGA này. Và chính vì lý do đó cho nên nó sẽ không có cơ hội cho các cái mầm bệnh mà có thể tấn công vào cái tế bào này để làm hư hại cái tế bào này được. Thì đấy là cái cơ chế chung muốn chia sẻ thêm với các anh chị như thế. Ở đâu đó ở cái bài này có chia sẻ với các anh chị về cái hàm lượng kháng thể IgA, nó có ở trong cái sữa đậu và sữa khá là cao đó, các anh chị ha. Và ví dụ như đang hôm nay ta nói về con heo thì chúng ta sẽ thấy đây, trong sữa đầu cái hàm lượng của IgA là 1000, và trong sữa bình thường 1000mg/dl các anh chị, và trong sữa tức là sau 24-36 giờ đó thì lúc này nó còn 500, nhưng mà trong serum thì nó chỉ có 200 thôi, cái lượng nó không có nhiều so với cái sữa đầu và sữa. Ngay kể cả luôn là tức là sau cái dòng sữa đầu rồi thì trong sữa ISA nó vẫn cao hơn so với lại có trong huyết thanh đấy. Và chính vì lý do đó cho nên là đối với con heo á, thì cái kháng thể ISA này có mặt ở trong sữa nó sẽ rất là quan trọng để nó hỗ trợ cho cái việc mà bảo vệ cái biểu mô niêm mạc của đường tiêu hóa, đặc biệt là các cái mầm bệnh mà có khả năng gây ra trên cái đường tiêu hóa ở trên con heo. Còn để cho các cái gọi là các cái yếu tố miễn dịch đó mà nó phát huy được tối đa thì người ta cũng phân tích thêm một số cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự hấp thụ của sữa đầu và cái hàm lượng của nó và cái sự hấp thụ sữa đầu thì nó sẽ liên quan đến vaccine rồi các cái chương trình chủng ngừa, kể cả lứa đẻ chúng ta biết rồi, mùa, di truyền, vị trí vú, hàng trên hàng dưới đã khác nhau rồi, kể cả thức ăn luôn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái lớp kháng thể đó nha các anh chị. Thì cái lớp kháng thể, cái hàm lượng và cái hàm lượng cái lớp kháng thể IgA cũng như là các loại IgA khác, tại vì nó vaccine và chương trình chủng ngừa vaccine thì còn có các lớp kháng thể khác, nhưng mà trong miễn dịch bề mặt thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái IgA. Còn cái sự hấp thụ sữa đầu để làm sao đảm bảo được cái miễn dịch bề mặt đó, cái sự tham gia của IgA là cực kỳ quan trọng. Cho nên thường là heo nó đẻ ra một cái là sau khi làm các cái thủ tục xong hết rồi thì phải cho heo con nó bú sữa đầu càng sớm càng tốt, vì lúc đó hàm lượng kháng thể nó cực kỳ cao và nó sẽ bảo vệ được con heo ở trong giai đoạn đầu đời nha. Còn với cái đáp ứng miễn dịch niêm mạc này á, thì khi có một kháng nguyên xâm nhập vào thì các tế bào em nó bắt giữ kháng nguyên, và cái quá trình đáp ứng này trong cái bài này tôi chỉ nói đến các giai đoạn thôi, nó có 4 cái giai đoạn. Và cái giai đoạn cuối cùng đó, khi nó tạo ra được cái lớp kháng thể đặc hiệu IgA rồi á, thì cái sự kết hợp kháng nguyên kháng thể để nó loại trừ các tác nhân gây bệnh, thì cái cơ chế trên tôi đã giải thích đã giúp cho các chị rõ. Còn đi sâu vào các cái cơ chế này thì hôm nay chúng ta không có thời gian để chúng ta nói được. Tôi chỉ mượn một cái hình thôi, một cái hình để giải thích các anh chị nè. Đây ha, đây là tế bào plasma này, là tế bào tương, nó có khả năng sản xuất ra cái lớp kháng thể IgA và dạng dimer, nó đã nối với nhau bởi cái chuỗi gì này rồi, và các anh chị thấy nó đi qua cái tế bào biểu mô, nó có thêm cái chữ cái mảnh màu đỏ này, nó chính là cái mảnh tiếp đây, nó cứ vượt qua và cuối cùng nó ra được cái vị trí bề mặt đây, mà lúc này nó sẽ có là cái tên là SIGA, chứ còn bình thường ở trong này là nó chưa có được cái SIGA nha. Thì đây là cái cơ chế. Phần cuối cùng của cái bài này đó là ứng dụng trong thực tế. Khi mà ta hiểu về cái miễn dịch bề mặt này, thực ra là cũng không thể nào nói được hết, nhưng mà tôi chỉ lấy một số cái ví dụ để tôi chia sẻ với lại chúng ta ha. Đầu tiên đó là nói về vaccine, thì cái chuyện chắc chắn rằng là khi nói về miễn dịch bề mặt là phải nói đến vaccine. Mà vaccine á, thì vaccine phải cấp qua đường nào thì mới tạo ra miễn dịch bề mặt, thì cái vaccine đó phải cấp qua cái bề mặt thì mới tạo ra được miễn dịch bề mặt.
cốt lõi như vậy thôi. Nếu cái mầm bệnh đó có khả năng, gọi là cái đặc tính của mầm bệnh nó gây bệnh trên đường tiêu hóa, thì cái vaccine sống nhược độc, cái vaccine đó phải cấp qua cái đường tiêu hóa. Loại vaccine nào đó chính là loại vaccine sống nhược độc. Tại vì muốn tạo ra được cái lớp kháng thể SIgA, IgA và SIgA trên bề mặt đó thì bản chất phải là vaccine sống nhược độc. Thì lúc đó đó nó mới được các tế bào em bắt giữ, trình diện lên các cơ quan miễn dịch và đi vào cái mô lympho. Nó theo cái cơ chế giống như một cái nhiễm tự nhiên, thì cái lớp kháng thể IgA nó tạo ra nó mới nhiều và nó mới bảo vệ được cái biểu mô niêm mạc. Nhưng mà có một cái điểm nữa là tôi có đặt ra vấn đề thứ ba, đó là hệ vi sinh vật thường trú. Vì hồi nãy có một cái slide các chị nhớ, mất cân bằng cái hệ vi sinh vật thường trú đó thì cái bảo vệ trên cái bề mặt trên đường tiêu hóa này nó cũng sẽ thay đổi. Bởi sao? Bởi vì cái IgA này nó tạo ra, nhưng mà khi cái vi sinh vật gây bệnh đó, tức là do nó mất cân bằng vi sinh vật thường trú, cái vi sinh vật gây bệnh nó sẽ tăng lên, thì lúc đó cái kháng thể, cái lượng kháng thể IgA này nó sẽ trung hòa với cái vi sinh vật gây bệnh có mặt trên bề mặt đó, và như vậy nó sẽ làm cho cái hiệu quả của cái kháng thể IgA này nó sẽ giảm đi, bởi vì lúc đó cái số lượng đó, nó sẽ giảm. Thì đương nhiên á, thì ở cái giai đoạn đầu chắc chắn là cái lượng IgA nó đầy đủ như vậy thì nó ngăn cản cái sự xâm nhập mầm bệnh. Nhưng mà người ta cân nhắc, người ta muốn nhấn mạnh đến để cho cái đáp ứng này nó tốt thì ta phải kiểm soát được cái môi trường chăn nuôi để làm sao đó cái hệ vi sinh vật thường trú này nó phải được cân bằng. Thông điệp tôi muốn nói như vậy thôi. Rồi, cái vaccine mà cấp qua bề mặt này thì cần xem xét gì không? Nó có tác dụng phụ gì không? Nó có sự tồn tại kháng nguyên tại bề mặt hay không? Hay nó bị ảnh hưởng bởi các cái chất trên bề mặt hay không? Thì tôi mới chia sẻ thế này. Ngày xưa mà khi mà vaccine sống cấp qua cái đường BD cấp qua cái đường tiêu hóa đó, thì có nhiều cái ý kiến cũng chia sẻ về cái việc này. Kể cả tôi nói ví dụ nha, khi ta pha cái vaccine đó rồi theo đúng quy trình hết, đúng khuyến cáo của nhà sản xuất hết, ta cho con heo nó uống cái vaccine đó, hay là cho nấm cám, hay là cho miếng bánh mì gì đó, thực tế có những trại người ta làm như vậy, hay là cấp qua cái đường dịch truyền, cái gọi là cái dùng cái ống dịch truyền để mà cấp qua cái đường miệng chẳng hạn, như thế đảm bảo hết. Nhưng khổ nổi là khi sử dụng cái nguồn nước, mà cái nguồn nước đó là có sử dụng của cái thuốc sát trùng để mà nó giảm thiểu các mầm bệnh, thì như vậy là nó đã có sự tương tác, nó làm cho cái số lượng kháng nguyên có trong vaccine đó mà cấp qua đường bề mặt đã sao ạ? Giảm xuống rồi. Cho nên á, ở đây tôi chỉ đặt ra vấn đề như vậy để chúng ta xem xét, chứ nhiều khi chưa chắc là nó có, tức là ta xài đúng rồi nhưng mà cái hiệu quả chưa chắc như ta mong muốn, bởi vì có cái sự tác động của các cái yếu tố này. Thì đấy là cái điểm mà tôi cũng cần trao đổi thêm. Và như vậy, nếu giả sử như mà ta làm tốt được như vậy á, thì chắc chắn là cái vai trò bảo vệ nó có. Bởi tôi muốn mượn cái cơ chế này để tôi nói các anh chị này, trước khi mà chủng ngừa, before immunization là chủng ngừa, và sau khi chủng ngừa, các anh chị thấy trước khi chủng ngừa đây, ở trên bề mặt ruột đây, thì giả sử có các antigen là những cái kháng nguyên, đúng không ạ? Enzyme mà không quan tâm. Nhưng mà sau khi chủng ngừa xong, chúng ta sẽ thấy cái gì đây? Có cái kháng thể có trên bề mặt, và như vậy nó sẽ kết dính đặc hiệu bằng cơ chế miễn dịch, mình không nói chi tiết, thì với các kháng nguyên, và như vậy nó sẽ loại trừ ra khỏi cái cơ thể. Cho nên đây là một cái hình để cũng mô tả cái giá trị của nó khi mà ta chủng ngừa cái vaccine qua bề mặt, nó sẽ giúp cho cái việc bảo vệ bề mặt của con thú. Vai trò của miễn dịch bề mặt đối với hệ thống miễn dịch chung đối với bề mặt. Câu hỏi này tôi đặt ra là bởi sao? Bởi vì hồi nãy có nói rồi, kể cả đường hấp, kể cả đường tiêu hóa luôn, IgA là đóng vai trò cốt lõi. Nhưng mà trên bề mặt này, khi mà lấy cái dịch trên đường hấp mình đo đó, là IgG vẫn có, bởi vì cái sự thâm nhập của IgG qua cái biểu mô, qua cái mạch máu của biểu mô niêm mạc, cho nên nó cũng sẽ hỗ trợ ha. Rồi cái sự đáp ứng của kháng thể IgA nó bảo vệ sau đó kích hoạt thì nó có những hạn chế nào không? Thì cái slide kế tiếp tôi muốn giải thích cái câu này này. Chúng ta kỳ vọng rằng nó phải có cái lớp kháng thể, cái lượng kháng thể IgA ở trên bề mặt là đủ, và thậm chí chúng ta tham là phải nhiều nữa kìa, phải nhiều nữa để nó bảo vệ. Nhưng mà nó cũng giống như là các lớp kháng thể khác, nó cũng sẽ có liên quan đến cái hạn chế của nó, và tôi muốn nói ở slide này. Cái miễn dịch thứ cấp đôi khi khó tạo ra được cái đáp ứng bề mặt, và nhiều khi á, ta tiêm nhiều liều vaccine mà gọi là liên tục như vậy đó, thì nó sẽ
ngăn chặn cái sự hấp thụ kháng nguyên. Anh chị hình dung được đúng không ạ? Và như vậy khi nó ngăn chặn cái sự hấp thụ kháng nguyên này, có nghĩa rằng nó ngăn không cho tiếp xúc với lại các tế bào trình diễn kháng nguyên, thì lúc đó cái đáp ứng miễn dịch nó sao ạ? Giảm. Cho nên á, khi mà cấp cái vaccine qua miễn dịch bề mặt này, nếu mà làm cấp bài bản là người ta sẽ phải đo lường cái lượng kháng thể IgA, nó giống như là cái kháng thể mẹ truyền, cái half-life á, xin lỗi, nó giống như cái half-life, cái thời gian nào nó sẽ tồn tại còn giảm xuống một nửa, cái lúc thời điểm đó thì mình cấp tiếp cái vaccine nữa thì nó vừa đủ để nó kích hoạt cái hệ thống miễn dịch đáp ứng với miễn dịch bề mặt, nhưng nó không bị ngăn chặn bởi các cái phân tử kháng thể IgA có mặt trên bề mặt đó với cái kháng nguyên của vaccine, thì lúc đó hiệu quả nó sẽ tối ưu. Thì thông điệp tôi muốn gửi các anh chị như thế nhé. Hoặc là một cái giá trị nữa mà hiện nay trong chăn nuôi người ta rất thường sử dụng, đó chính là cái kháng thể lồng đỏ trứng. Thì chúng ta thấy rằng cái việc sản xuất kháng thể lồng đỏ trứng là một cái câu chuyện khác, tôi không muốn bàn ở đây, nhưng mà ta có được cái kháng thể lồng đỏ trứng rồi thì ta phủ nó ở trên một lớp ở trên bề mặt này, trong cái miễn dịch bề mặt đó, và khi ta phủ ở một lớp này thì nếu như có những cái con vi khuẩn hay virus mà nó tồn tại trong cái đường tiêu hóa thì nó sẽ kết dính đặc hiệu này. Và khi cái chất đồng hiệu này nó sẽ loại thải ra bởi cái cơ chế của miễn dịch bề mặt chấp nhầy nhớt, cơ chế của miễn dịch ẩm sinh, cái nhu động vân nó đẩy ra, thì những cái mầm bệnh này sẽ không còn có cái cơ hội để nó xâm nhập vào cái hàng rào biểu mô này, và từ đó nó sẽ giúp cho bảo vệ con thú. Tôi có hai slide cuối cùng để kết thúc bài này. Khi nói đến cái hàng rào miễn dịch bề mặt và cái hệ thống microbiome trong cái gọi là tương tác giữa cái miễn dịch bề mặt với cái hệ vi sinh vật đường ruột cũng như là thức ăn. Hình đầu tiên, cái ý đầu tiên muốn chia sẻ với các anh chị ha, đây những cái vi sinh vật có mặt trên cái tiêu chí là luôn luôn cân bằng cái hệ vi sinh vật thường trú có trong ruột các anh chị ha. Và khi nó cân bằng như vậy á thì lúc đó nó sẽ tác động trên các tế bào biểu mô, ví dụ như cái chuỗi này, cái chuỗi vi sinh vật này nó tác động lên các cái tế bào biểu mô này và nó sẽ tạo ra những cái axit béo mạch ngắn short. Và như vậy thì lúc đó nó sẽ kích hoạt lên cái tế bào hình tua này để sản xuất ra các cái interleukin 6 và interleukin 3 và nó điều hòa hóa cái hệ thống miễn dịch, cho nên đó quá tuyệt vời. Hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây là một số cái loại vi khuẩn nha các chị ha, có mặt trên vi khuẩn mà gọi là vi khuẩn thường trú mà có lợi ở trên cái đường tiêu hóa, và nó sẽ kết hợp với lại cái gì, sơ đây, cái khẩu phần ăn sơ, và nó tạo ra những cái axit béo mạch ngắn này và nó sẽ tác động lên cái hoặc hóa T điều chỉnh của hệ thống miễn dịch ở trên cái đường tiêu hóa. Và một cái cơ chế thứ ba nữa đó là chính là sự tương tác của thức ăn với cái hệ vi sinh vật thường trú này, và nó sẽ tạo ra những cái cơ chất, và những cái cơ chất đó nó sẽ tác động lên cái miễn dịch bẩm sinh, và nó sẽ tác động lên miễn dịch bẩm sinh để tạo ra các cái cytokine truyền viêm, và nó giúp cho bảo vệ được cái niêm mạc ruột. Thông điệp tôi muốn gửi đến các anh chị ở cái sơ đồ này gì, nếu như mà trên cái hệ thống ruột này hệ vi sinh vật luôn luôn được cân bằng thì toàn bộ cái hệ thống miễn dịch này nó được kích hoạt đúng vai trò của nó, và từ đó nó sẽ làm cho hạn chế sự xâm nhập của mầm bệnh thông qua tế bào biểu mô. Vậy thì ta phải bảo vệ được nó. Cái hình thứ hai đó chính là cái tương tác để bảo vệ được cái niêm mạc bề mặt của con thú. Thì có nhiều thông tin ở trên cái hình này, tôi muốn dành vài phút nữa để kết thúc thông qua cái hình này ha. Các anh chị thấy sẽ thấy là nó chia làm hai khu vực này. Đây, tôi đang di chuyển chiều của tên này ha. Nó gọi là inner mucus layer, tức là cái lớp màng nhầy ở bên trong. Và chúng ta sẽ thấy một cái lớp màng nhầy bên ngoài, outer. Và cái lớp màng nhầy bên trong này á là cái lớp mà để tiêu diệt, kill zone. Đấy, các cái mầm bệnh đúng không ạ? Thì cái cơ chế nó sẽ như thế nào thì tôi sẽ giải thích tiếp nha. Sau khi mà có sự tác động của kháng nguyên, rồi các tế bào M bắt giữ, rồi trình diện lên các cái cơ quan miễn dịch và đặc biệt là cái tế bào lympho B, và từ đó biệt hóa để sản xuất thành các tương bào, sản xuất ra cái kháng thể IgA, và IgA này các anh chị thấy đây, cái chiều mũi tên đây đúng không ạ, và nó kết hợp với cái ảnh tiết của tế bào biểu mô và đi ra ngoài, và như vậy nó sẽ nằm ở trong cái lớp này, và ở trong cái lớp này thì các anh chị thấy cùng với các protein kháng khuẩn, cái ABM này nè, các anh chị thấy sẽ thấy rất là nhiều, do các protein kháng khuẩn này nó được tiết ra là bởi do cái sự tương tác tác động của các cái tế bào lympho bẩm sinh ở đường tiêu hóa,
Và như vậy nó sẽ kích hoạt, nó sản xuất ra các protein kháng khuẩn này và nó cũng sẽ nằm ở trong lớp này cùng với lại cái lớp nhầy nhớt. Mà nó hay ở chỗ là các cái tế bào ly, tế bào đài này các anh chị sẽ tiết ra một lớp nhầy nhớt, cái proteolycan này, và cái lớp nhầy này nó rất là đặc. Và cái đặc điểm của cái lớp này là cái sự liên kết chéo của các cái phân tử, cho nên là nó làm cho cái lớp này nó đặc. Và chính vì do đó nó đặc liên kết chéo như thế, các cái mầm bệnh, các cái vi khuẩn này này, nó muốn đi vào cái lớp này, nó sẽ tạm gọi cho nó dễ hiểu là vùng vẫy ở trong cái lớp này. Rồi sau đó nó sẽ bị các phân tử kháng thể, nó sẽ bị các protein kháng khuẩn này bắt giữ và tiêu diệt, cho nó gọi là cái vùng này vùng là kill zone là như vậy. Đấy. Và khi mà con thú cái đáp ứng miễn dịch nó hoàn hảo thì chính cái vùng này nó sẽ hạn chế tối đa. Và các anh chị biết là trong miễn dịch của con heo đó, người ta nói nếu như mà cái lớp này mà hoàn hảo là 90%, các anh chị có tài liệu khiêm tốn hơn thì 80-90, nhưng mà trong tỉnh heo là dùng luôn là 90% luôn là được bắt giữ ở cái lớp này đó. Cho nên là cái giá trị của lớp này nó rất là lớn. Còn ở cái lớp này á, thì cái nhầy lượng chất nhầy nó ít đi, nhưng mà nó cũng có vai trò, nhưng mà nó không có gọi là hữu hiệu như cái lớp ở bên trong này. Đấy. Và chính vì lý do đó cho nên là bằng mọi giá ta phải bảo vệ được cái lớp này, thì cái giá trị của cái miễn dịch bề mặt nó sẽ hoàn hảo ngăn cản sự xâm nhập cái mầm bệnh trước khi nó đi vào bên trong cơ thể. Vậy thì với cái vai trò của miễn dịch bề mặt hồi nãy giờ tôi chia sẻ trong vòng 70 phút qua, không thể nào nói được hết, nhưng mà ít ra các anh chị sẽ thấy được giá trị của nó, vai trò của nó. Và cái điểm thứ hai tôi kết luận đó là hiểu về cái loại hình miễn dịch này nó sẽ giúp cho ta ứng dụng được trong cái việc phòng bệnh một cách hiệu quả. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn thầy Toàn. Dạ, xin cảm ơn cái phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn đã qua bài trình bày rất là thú vị về cái miễn dịch bề mặt, rất là hữu ích cho các nhà chăn nuôi cũng như cả và các nhà thú y. Cũng như hôm nay kế đến là cái phần trình bày, kế đến là phần hỏi đáp kéo dài 30 phút, thì nếu như các hiện tại thì có một vài câu hỏi thì thầy Toàn sẽ trả lời từng câu hỏi một. Còn nếu như các quý anh chị mà có nhiều câu hỏi, có thắc mắc hay câu hỏi gì thì xin tiếp tục đặt câu hỏi qua cái phần Q&A ở phần màn hình. Sau đây là thầy Toàn sẽ đặt trả lời các câu hỏi cho quý anh chị. Nhờ mời thầy Toàn. Câu hỏi thứ nhất, tức là những sản phẩm bổ sung nào có khả năng kích hoạt và tăng cái miễn dịch bề mặt, đặc biệt là lớp kháng thể IgA. Thực ra đó thì với cái vai trò của cái miễn dịch bề mặt bao gồm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được, cụ thể là của thu được là cái IgA đó, thì về nguyên tắc của miễn dịch bẩm sinh đó, thì các cái hoạt chất đó, nếu tôi nhớ không lầm đó, thì có mấy lần đi phiên dịch đó, các cái sản phẩm người ta dựa trên cái hoạt tính giống y như hoạt tính của miễn dịch, ví dụ như defensin này, defensin hình như tôi nhớ là trên thị trường nó có, hoặc là một số protein kháng khuẩn, các cái lysozyme, các cái nhóm mà liên quan đó, kể cả cái nhóm mucin mà proteopeptidoglycan chẳng hạn vậy, thì có nhiều cái nhóm tùy theo cái đặc điểm của nó và cái tác động trực tiếp lên các cái vị gọi là bề mặt của cơ thể mà mình mong muốn đến, thì các nhà miễn dịch học cũng như là cái việc sản xuất nó, các cái sản phẩm này đã có mặt để hỗ trợ, dùng cái từ rất rõ là hỗ trợ cho cái miễn dịch bề mặt. Mà cũng nên nhớ rằng á, thì trong cái miễn dịch bẩm sinh đó, nó là miễn dịch không đặc hiệu, cho nên là vì cái miễn dịch không đặc hiệu á, do đó khi mà ta bổ sung thì nó sẽ giống như là cái hàng rào đầu tiên để ngăn cản cái sự xâm nhập, và nó sẽ liên kết với là cái miễn dịch đặc hiệu ở phía sau, đó là miễn dịch thu được và miễn dịch qua trung gian tế bào. Và cái việc tăng cường đó nó sẽ là một sự liên kết giữa miễn dịch bẩm sinh với lại miễn dịch thu được. Cho nên đôi khi nha, ở đây tôi chia sẻ ở mặt học thuật rất là rõ, đôi khi một số anh em thấy rằng là ôi tôi bổ sung cái sản phẩm kích hoạt này sao không thấy gì cái giá trị của nó hết, tại vì chúng ta không đo lường nó. Chứ còn nếu như đo lường nó bằng các cái chỉ tiêu trên lâm sàng, bằng các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm, bao gồm các cái chỉ tiêu mà
kể cả về miễn dịch dịch thể, miễn dịch qua trung gian tế bào, kể cả cái lượng tế bào đo được trong cái các cái dịch rửa phế quản hay dịch rửa của đường tiêu hóa, thì chúng ta hoặc là trong cái đề tài của tôi ngày xưa cũng vậy, có liên quan là đo luôn cả lớp kháng thể IgA tổng. Tổng này nó không có chuyên biệt cho cái loại bệnh nào cả, nhưng mà nó là đo cái tổng coi thử nó có đáp ứng và nó hỗ trợ như thế nào, thì đều thấy là có cái giá trị của nó và nó hạn chế được cái bệnh cảnh lên lâm sàng. Thì đấy là cái điểm mà cũng cần lưu ý. Rồi cái điểm thứ hai nữa là với cái miễn dịch đặc hiệu là IgA đó, thì nó nằm gọi là miễn dịch đặc hiệu, và cái lớp kháng thể IgA này nó là một trong năm cái lớp kháng thể có trong miễn dịch dịch thể, thì nó sẽ theo cái cơ chế chung của miễn dịch dịch thể, hay nói một cách khác rộng hơn, nó giống như là cái cơ chế mà chúng ta sử dụng vaccine để tăng cường cái phòng bệnh. Và khi mà sử dụng vaccine để tăng cường cái việc phòng bệnh đó thì nó lại phụ thuộc rất là nhiều yếu tố có liên quan. Ví dụ như nè, cái bản chất vaccine đó là gì, rồi cái chương trình chủng ngừa, rồi thời tiết, rồi thức ăn, rồi dinh dưỡng, rồi suy giảm miễn dịch, tất cả những yếu tố đó trong cái bài trước tôi cũng đã chia sẻ rồi. Thì khi ta kiểm soát được tất cả những yếu tố đó thì nó cũng sẽ hỗ trợ tăng cường cho cái miễn dịch bề mặt, đó là lớp kháng thể IgA. Trong bài báo cáo này, cái những cái slide gần gần cuối đó tôi có nói đó, đôi khi ta kỳ vọng rằng là lớp kháng thể IgA phải tăng lên thật nhiều, nhưng mà khi nhiều thì tốt rồi, nhưng mà cũng nên nhớ rằng cái half-life của nó đó, hồi nãy tôi có giải thích rồi đó. Thì như vậy cái half-life, cái thời gian đó nó phải đủ để coi là hàm lượng nó kháng thể nó giảm xuống đủ để chúng ta kích hoạt bằng một cái liều vaccine sống nhiệt độc kế tiếp qua bề mặt, thì lúc đó cái kháng nguyên có trong vaccine nó không bị tương tác với lại cái lớp kháng thể IgA có mặt ở trên bề mặt, và như vậy thì nó sẽ làm cho cái lượng IgA nó sẽ duy trì tương đối ổn định, nó cũng không phải là quá đỉnh thiệt nhiều mà cũng không phải là quá thấp xuống để làm cho cái hàng rào bảo vệ bề mặt nó không như mong muốn. Thì một vài cái ý chính tôi muốn chia sẻ với anh em mình như thế. Như vậy xong rồi đó. Đóng này. Rồi cái câu số 2, cái câu số 2 là cái độc tố của vi khuẩn gây tổn thương đường ruột ảnh hưởng đến cái miễn dịch bề mặt, độc tố nấm mốc có gây tổn thương hay không ạ? Và hai độc tố này có tương quan như thế nào? Câu trả lời là có ha, tại vì trong nhiều tài liệu tôi đọc được thì người ta nhấn mạnh đến hai cái loại độc tố, một là độc tố vi khuẩn và cái thứ hai là độc tố của nấm mốc, thì đều có tác động đến cái thai junction hết, tức là cái lực liên kết giữa các cái tế bào. Thực ra như hồi nãy tôi có chia sẻ, nó có ba loại lực liên kết giữa các tế bào biểu mô ruột, bao gồm là cái thai junction, đó là mối liên kết chặt, rồi cái gap junction là mối liên kết khe, và cậu cái hai, cái thứ ba nữa là nó gọi là cái tương tác gọi là liên kết tương tác giữa các tế bào. Thì nó sẽ ví dụ như trong trường hợp của khe á, là nó cho các cái dịch tiết của các tế bào có thể qua lại lẫn nhau, còn cái liên kết chặt này, cái thai junction là theo cái dạng chữ X, còn cái liên kết mà tương tác á, thì nó giống như là cái neo dây. Và như vậy cả ba cái loại lực liên kết này nó cùng tác động nhau, cho nên nó giữ cái phân tử, gọi là giữ cái tế bào biểu mô đó chặt lắm, nó không có bị tác động bởi yếu tố cơ học hay là những yếu tố khác. Nhưng mà khi ở đường ruột có những cái vi khuẩn, đặc biệt cái nhóm vi khuẩn gram âm, và kể cả các cái độc tố có trong thức ăn, thì các cái độc tố đó sẽ tác động lên các cái lực liên kết này, mà đặc biệt là cái thai junction trên, cho nên nó sẽ gây tổn thương cái lực liên kết đó. Khi mà khi tổn thương lực liên kết đó thì các anh chị biết rồi, cái vi sinh vật nó rất là dễ dàng, nó có thể nó chui qua cái khoảng gian bào giữa hai cái tế bào, và như vậy nó đi vào bên trong, và cái mức độ tổn thương tế bào thì nó sẽ nặng nề hơn. Và như vậy á, thì cái việc mà trong chăn nuôi làm sao đó chúng ta phải hạn chế các loại độc tố này. Mà cái độc tố của nấm mốc thì cái cơ chế của nó sẽ khác, của nấm mốc nó sẽ khác, còn cái độc tố của vi khuẩn thì cơ chế của nó sẽ khác. Đấy, cho nên là với cái độc tố nấm mốc thì hiện nay trong thức ăn á, thì người ta đã có sử dụng các chất khắc phục độc tố rồi, đúng không ạ? Thì nó làm sao giảm cái tác động của cái độc tố nấm mốc đó đến cái tế bào. Còn tôi không đi sâu vào cái gọi là cái cơ chế mà sử dụng chất khắc phục độc tố nấm mốc, thì bây giờ nó có nhiều cái cơ chế khác nhau, nhiều loại sản phẩm khác nhau hơn ai hết, có lẽ là các anh chị cũng rõ cái chuyện này. Còn với cái nhóm vi khuẩn á, thì làm sao đó chúng ta sẽ hạn chế cái sự xuất hiện của các vi khuẩn này có mặt ở trên bề mặt
và làm sao đó để cho cái sự gọi là không có không 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 có phóng thích các cái độc tố này ra để nó tác động trực tiếp trên các mô liên kết, cái lực liên kết. Và như vậy thì ta phải bảo vệ được thôi, thông qua chương trình chủng ngừa vaccine, thông qua cái việc vệ sinh chuồng trại, thông qua việc quản lý vân vân mọi thứ, thì để làm sao đó nó sẽ hạn chế cái tác động của cái độc tố do vi khuẩn. Thì đấy là cái ý chính tôi muốn chia sẻ như vậy. Câu kế tiếp, nếu như mà chúng ta bổ sung kháng thể từ bên ngoài vào thì khi vào đường ruột chúng có bị thất thoát hoặc bị tiêu hủy bởi cái điều kiện đường tiêu hóa hay không ạ? Như hồi nãy tôi có chia sẻ thì cái này là rất rõ về mặt lý thuyết như thế này, tại vì tất cả các phân tử kháng thể bản chất đều là protein, thì protein đó khi vào đường tiêu hóa là đều có thể bị tiêu hủy bởi các enzyme trên đường tiêu hóa. Nhưng mà cũng khắc phục cái nhược điểm này á, theo tôi biết thì một số cái sản phẩm là người ta làm công nghệ vi bọc hay gì đó, có những cái công nghệ tương đối là chuyên biệt hiện tại để làm sao nó hạn chế cái sự thất thoát này. Và chính lý do đó nó sẽ giúp cho cái việc phóng thích từ từ của các phân tử kháng thể trên cái biểu mô đường tiêu hóa, khi mà có những cái áp lực mầm bệnh ở bên ngoài quá cao thì lúc đó nó sẽ trung hòa được, tạm gọi vậy đi ha, tức là nó sẽ ngăn cản cái sự xâm nhập của các cái mầm bệnh từ trong cái đường tiêu hóa đi vào các cái tế bào gọi là cái receptor, rồi đi vào cái tế bào biểu mô ruột và nó làm cho hư hại. Thì cái điểm này cũng cần lưu ý. Rồi một cái nữa là ngoài cái chuyện này ra xong rồi á, là cái thời gian cấp nè, rồi cái điều kiện nuôi dưỡng, rồi cái khả năng hấp thụ vân của con heo hay là trên thú nói chung, nó cũng là những yếu tố có liên quan và có thể dẫn đến cái hiệu quả của nó giảm. Mà thực ra cái hiệu quả nó giảm không phải bản chất là của cái kháng thể đưa từ bên ngoài vào, mà do cái cách của chúng ta làm không đúng cho nên dẫn đến cái hiệu quả của nó giảm. Thì cái chuyện này trong thực tế đôi khi vẫn có những trường hợp khách hàng hay là một số anh chị có trao đổi với tôi, nhưng mà tôi có giải thích rõ là chúng ta làm đúng cách thì nó cũng sẽ hạn chế. Một cái điểm nữa, điểm cuối cùng tôi cũng chia sẻ luôn là chúng ta cung cấp cái kháng thể này vào á, thường là ở cái giai đoạn sớm. Còn khi mà cái biểu mô ruột á, nó hư hại hết, giống như hồi nãy tôi có chia sẻ các anh chị thấy không, ngoài các cái cơ quan miễn dịch đã rồi á, thì các lớp tế bào đệm á, nó cũng có luôn cả một lượng lớn đại thực bào này, tế bào hình tua và kể cả các tế bào lympho tê. Thì khi mà nó hư hại như vậy rồi á, thì các cái thành phần miễn dịch của đường ruột là gần như là, tạm gọi cái từ chung là thất thủ đi. Mà cái thứ hai nữa là nó mất đi cái điểm bám của cái phân tử kháng thể, cho nên nó cũng sẽ làm cho hiệu quả của cái kháng thể đưa vào là không phát huy được hết. Mà đó không phải do bản chất của cái kháng thể đưa vào, mà do là cái tình trạng bệnh lý của con heo nó quá nặng và biểu mô ruột nó hư hại hết, cho nên nó sẽ không còn cái cơ chế bám dính và từ đó nó sẽ làm cho cái hiệu quả của kháng thể này nó giảm. Thì một vài điểm tôi muốn chia sẻ thêm. Mời Linh trả lời câu hỏi của Tiến. Và câu hỏi kế tiếp thì nó có liên quan tới cái SGOT thì mình được xin trả lời. Thì ở đây cái câu hỏi nó là SGOT trong sản phẩm ngoài thị trường có thể kích thích hệ miễn dịch IgG, IgA không thầy? Thì ở đây mình xin trả lời thì cái SGOT ở đây là hiện tại thị trường mình gọi nó là IgY, và công ty EW Nutrition hiện tại đang có cái sản phẩm này và cung cấp ở trên thị trường. Thì về nguyên tắc khi mình cung cấp cái IgY này cho con thú, thì đặc biệt trong 24 tiếng đầu tiên khi mà mình cung cấp nó vào thì nó có tác dụng tương tự như là cái sữa đầu, cái kháng thể IgG có ở trong sữa mẹ. Thì cơ thể của con thú nó có thể hấp thu giống như hấp thu cái sữa non của mẹ để làm kháng thể của nó. Nhưng sau đó thì sau 24 tiếng thì các cái tế bào niêm mạc ruột nó sẽ đóng cửa và cơ thể sẽ không hấp thu nữa. Tuy nhiên nó có một cái cơ chế khác, đó là khi cái kháng thể IgY này đi vào trong đường ruột thì nó là cái kháng thể được sản xuất gọi là kháng thể đặc hiệu, thì nó sẽ bám dính có những con vi khuẩn mà mình được sản xuất. Ví dụ như trong cái IgY sản xuất nó có kháng thể của E. coli, có E. coli tất cả các dòng, rồi có kháng thể của Clostridium hoặc là các cái kháng thể của những cái virus như rotavirus. Thì khi nó bắt giữ những cái mầm bệnh như thế thì những cái mầm bệnh như vậy không có hoạt động được, thì đồng thời nó giúp cho những cái đại thực bào này
bắt giữ những cái mầm bệnh đó một cách dễ dàng hơn. Thì khi đại thực bào mà bắt giữ được những mầm bệnh này thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ tự tạo kháng thể cho cơ thể của nó. À, mình xin hết ạ, trả lời ngắn gọn vậy thôi ạ. À, mình xin mời thầy tiếp tục cho những câu hỏi kế tiếp ạ. Câu hỏi kế tiếp cho thầy là: thưa thầy, việc bổ sung probiotic có ảnh hưởng bởi IGA hay không? Xin hỏi thầy Toàn còn đấy không ạ? À, xin lỗi quý vị, có thể là bên internet của phía bên thầy đã có vấn đề trục trặc. Mình xin tiếp nối một số những câu hỏi mà mình có thể trả lời được, và sau đó những câu hỏi không trả lời được thì công ty và thầy xin phép sẽ được trả lời sau. Thì ở đây có một câu hỏi của bạn Tiên Nguyễn là: các sản phẩm beta-glucan nghe nói có khả năng tăng hệ miễn dịch, như vậy thì tăng hệ miễn dịch nào? Và câu hỏi kế tiếp là: hiện nay vi khuẩn được bổ sung để tiết ra enzym phân giải độc tố, nấm mốc như là đôn, vậy miễn dịch bề mặt như IgA thì có tác động tiêu cực lên lượng vi khuẩn được bổ sung này không, thưa thầy? Thì tất cả những câu hỏi trên sẽ được thầy trả lời cho các bạn qua email. Thì hiện tại email cũng đã có trên hệ thống. Và thưa các bạn, hiện tại thì vẫn chưa connect được với thầy. Do đó thì mình xin đại diện cho công ty EW Nutrition và thầy Toàn xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự chuỗi hội thảo ngày hôm nay của công ty EW Nutrition. Và kế tiếp, công ty EW Nutrition sẽ tiến hành tiếp một series webinar kế tiếp. Dự kiến là sẽ được khởi động vào giữa tháng 10 năm 2020, và chủ đề của chuỗi hội thảo kế tiếp sẽ nói về dinh dưỡng trên gà màu, nói về một số những cái sức khỏe đường ruột, những cái mầm bệnh, và đặc biệt nói thêm về những cái vấn đề đề kháng kháng sinh trong chăn nuôi hiện tại. Thì chương trình đang được thiết kế và sẽ bắt đầu khởi động vào ngày khoảng giữa tháng 10, và công ty cũng sẽ post up lên trên những cái trang mạng như là nhachannuoi.com. Thì tất cả các quý vị có thể lên đó và có thể download về, hoặc là công ty cũng sẽ tiếp tục gửi thư mời cho tất cả các quý vị. Và hiện tại thời lượng cũng đã hết. Công ty EW Nutrition xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho EW Nutrition trong suốt 4 buổi seminar vừa qua. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị thành công.